Diệp Thần trong đầu nghĩ, xem ra Diệp Lâm Uyên là bị Nhâm tiền bối đả thương, nhưng hắn coi như bị thương, ta vậy không phải là địch thủ của hắn, không biết Nhâm tiền bối ở nơi nào. Nhâm Phi Phàm trước đây nói qua, hắn phải đi gặp Diệp Lâm Uyên, muốn đến hai người đã giao thủ. Xem Diệp Lâm Uyên cả người vết thương hình dáng, hắn hiển nhiên không địch lại Nhâm Phi Phàm. Tiêu Tinh Hà thấy Diệp Lâm Uyên tới, sắc mặt trầm xuống, tiến lên trước một bước nói, Diệp Lâm Uyên, người dám cướp ta kiếm. Cổ Huyền Phong vậy trầm giọng nói, Diệp Lâm Uyên, ngươi một cái chó chết chủ, còn dám hiện thân. Mau đưa kiếm buông xuống. Diệp Lâm Uyên hừ một tiếng, nói, là bên trong dài dòng. Sẽ dùng mạng ngươi, thử một lần kiếm mũi nhọn. Hắn tiếng nói rơi xuống, ánh sáng trắng thoáng qua, Cổ Huyền Phong đầu liền bị chém đứt. Ra ra. Cổ Phong Vũ thấy Cổ Huyền Phong đầu người rơi xuống đất, kinh sợ được kêu to lên, đau khổ tột cùng. Kiếm thật là nhanh. Tiêu Tinh Hà gương mặt cũng là vô cùng kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau, binh tự quyết thi triển, rút ra hạ mình một cái tóc trắng, đúc thành thiên mặt vạn mặt tấm thuẫn, tạo thành vách sắt tường thành, vững vàng bảo vệ tự thân. Diệp Lâm Uyên kiếm, chân thực sắp đến không thể tưởng tượng nổi bước, căn bản không thấy rõ hắn có động tác gì, Cổ Huyền Phong liền bị chém rụng đầu. Diệp Thần cũng là lớn là kinh hãi, hắn cảm thấy chung quanh thời gian pháp tắc, đều vặn vẹo. Diệp Lâm Uyên kiếm, sắp đến để cho thời gian vặn vẹo, cho nên người ngoài căn bản không thấy rõ hắn động tác. Sợ hãi phòng bị dưới, Diệp Thần sử dụng nhân đồ thánh bôi, nguyện vọng thiên tinh, hoàng tuyền đồ vân. Vân pháp bảo, bày trận mà đợi, trong đầu nghĩ, một kiếm kia, chính là Trảm Thiên Cửu kiếm bên trong kiếm thứ 8, sát tâm vô ngân sao. Thật là sắp đến không thể tưởng tượng nổi bước, hơn nữa, liền một chút sát khí cũng không có bại lộ, kêu người khó lòng phòng bị, hắn như muốn giết ta như thế nào ngăn trở. Cổ Phong Vũ đau buồn dưới, chợt quát lên, người bồi ra ta tánh mạng. Nâng kiếm muốn hướng Diệp Lâm Uyên phóng tới. Tiêu Tinh Hà nói, chất nhi, không thể lỗ mãng. Rất miễn cưỡng đem hắn kéo trở lại. Diệp Lâm Uyên cười ha ha một tiếng, búng một cái thân kiếm. Chỉ gặp Tu La kiếm trên thân kiếm, đã nhiều hơn một món vết máu, chính là Cổ Huyền Phong mệnh hồn máu tươi. Cổ Huyền Phong là Tu La kiếm đúc người, thanh kiếm này, hấp thu đúc kiếm người máu tươi, càng lộ vẻ được mũi nhọn ác liệt, kiếm khí bức người. Diệp Lâm Uyên rất là hài lòng, gật đầu liên tục, nói, rất tốt, có kiếm này, ta tương lai muốn tiêu diệt luân hồi, vậy thì đơn giản nhiều. Diệp Lâm Uyên khuôn mặt dữ tợn, mắt lạnh nhìn Diệp Thần. Lại không có vào thời khắc này động thủ, tựa hồ có cái gì kiêng kỵ vậy, hừ một tiếng, thu kiếm xoay người phi độn đi. Diệp Thần rất bất ngờ, không nghĩ tới Diệp Lâm Uyên không có công kích mình, ngược lại xoay người muốn đi. Hạ một sát, Diệp Thần thì biết nguyên nhân. Bởi vì hắn nghe được, phương xa truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc. Diệp Lâm Uyên, chúng ta thắng bại chưa phân, người muốn chạy đi nơi nào? Một người thanh niên nam tử, cưỡi một đầu cự kình. Cả người sấm sét hơi thở nổ tung, phá toái hư không hạ xuống. Chính là Nhâm Phi Phàm. Diệp Lâm Uyên đang muốn đi, nhưng bị Nhâm Phi Phàm phong tỏa không gian, đụng đầu vào vách ngăn vô hình trên. Đáng chết, Nhâm Phi Phàm, người thật là hồ đồ ngu xuẩn. Diệp Lâm Uyên giận dữ, xoay người lại tới đây, nắm chặt Tu La kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Nhâm Phi Phàm. Hắn là vô lượng cảnh 8 tầng thiên, chính xác tiên đế cường giả, nhưng Nhâm Phi Phàm Tu Vi đã đến 9 tầng thiên, là chân chánh tiên đế. Hai người tới giữa, có chênh lệch thật lớn. Đối mặt Nhâm Phi Phàm, Diệp Lâm Uyên cũng không dám lại có bất kỳ phách lối, trong ánh mắt chỉ có tức giận cùng kiêng kỵ, còn có vẻ sợ hãi. Nhâm Phi Phàm ánh mắt quét nhìn toàn trường, thấy được Cổ Huyền Phong thi thể, vẻ mặt hơi cứng lại, nói, xin lỗi, ta tới trễ. Diệp Thần kêu lên, Nhâm tiền bối. Thời khắc này Nhâm Phi Phàm cả người thánh quang mênh mông, không có một chút vết thương. Hiển nhiên, Diệp Lâm Uyên hoàn toàn không phải là địch thủ của hắn, bị hoàn toàn nghiền ép. Nhâm Phi Phàm, ta tuy không phải ngươi địch thủ, nhưng ngươi muốn giết ta, vậy không như vậy dễ dàng. Diệp Lâm Uyên cắn răng, trong tay nắm Tu La kiếm, đột nhiên một kiếm hướng Nhâm Phi Phàm chém tới. Trảm Thiên Cửu kiếm, sát tâm vô ngân. Hắn một kiếm này, vẫn là Trảm Thiên Cửu kiếm. Nhưng kiếm chiêu lại bị Diệp Thần, Tiêu Tinh Hà, Cổ Phong Vũ các người, thấy rất rõ ràng. Ngược lại không phải là nói Diệp Lâm Uyên kiếm trở nên chậm,
mà là có Nhâm Phi Phàm ở chỗ này. Nhâm Phi Phàm cả người thánh quang tách thả ra, bao phủ hư không bốn phương, để cho hết thảy quy luật cùng trật tự, cũng đổi được vô cùng vững chắc. Diệp Lâm Uyên kiếm, mặc dù nhanh, nhưng đã vặn vẹo không được thời gian pháp tắc, uy thế tuy mạnh, nhưng đã không lại là như quỷ mị không thể đoán, ít nhất có thể để cho người xem được gặp. Còn không hết hy vọng. Ngươi chẳng lẽ không biết, chính xác tiên đế cùng chân chính tiên đế chênh lệch sao? Ngươi còn không tư cách làm ta địch thủ. Nhâm Phi Phàm hừ một tiếng, nhìn Diệp Lâm Uyên một kiếm chém tới, nhưng là khí định thần nhàn, hai tay kết ấn, hy hoàng lôi ấn thần thông vận chuyển, phiến phiến lôi quang gào thét ra, hình thành một mặt sấm sét vách ngăn. Diệp Lâm Uyên một kiếm chém đi giết, nhưng không cách nào đột phá sấm sét vách ngăn, ngược lại tự thân gặp phải sấm sét cắn trả, ói như điên ra một ngụm máu tươi, vô cùng chật vật liên tiếp lui về phía sau. Đáng chết! Diệp Lâm Uyên gương mặt vặn vẹo, hắn lấy là tự có tu la kiếm, nhiều hơn thiếu thiếu có thể đền bù một chút chênh lệch. Nhưng không nghĩ tới, hắn cùng Nhâm Phi Phàm tới giữa, chênh lệch vẫn là cực kỳ to lớn. Ở dưới tình huống bình thường, hắn muốn chiến thắng Nhâm Phi Phàm, không có bất kỳ có thể. Trừ phi, là ở trên trời xanh vực địa bàn, hắn dựa lưng vào thiên thanh minh khí vận, có lẽ có cơ hội giết ngược. Nhưng vấn đề là, nơi này là kiếm vẫn vực sâu, căn bản không phải hắn địa bàn. Cưỡng ép đối chiến Nhâm Phi Phàm, cùng tự tìm cái chết kém không nhiều. Cái này thế gian, tiên đế cường giả cao cao tại thượng, không cách nào bị bất kỳ lực lượng giết chết, nhưng chính xác tiên đế, lại xa xa không có tiên đế mạnh mẽ như vậy. Diệp Lâm Uyên chỉ là chính xác tiên đế, Nhâm Phi Phàm thật muốn giết hắn mà nói, hắn như cũ có rơi xuống nguy hiểm. Giao ra tu la kiếm, tự đoạn một cánh tay, ta để cho ngươi rời đi. Nhâm Phi Phàm mắt lạnh nhìn Diệp Lâm Uyên, nói. Nhâm Phi Phàm có năng lực giết chết Diệp Lâm Uyên. Nhưng đối phương dẫu sao là chính xác tiên đế, hắn muốn thật giết chết, giá phải trả tất nhiên to lớn, bây giờ còn chưa đến lưới rách cá chết bước. Để cho hắn cắt mất một cánh tay, tổn căn cơ, như vậy là đủ rồi. Diệp Lâm Uyên vui vẻ cười to, trong mắt lướt qua một chút đoạn tuyệt cùng tàn bạo, nói, Nhâm Phi Phàm, ta không có được đồ, các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Dứt lời, Diệp Lâm Uyên đột nhiên cầm trong tay tu la kiếm, đưa vào vô tận kiếm vẫn vực sâu phần đáy. Rồi sau đó xoay người xông phá Nhâm Phi Phàm không gian phong tỏa, phi độn đi. Vũ Hoàng Cổ Đế, Nhâm Phi Phàm và Diệp Thần thằng nhóc này ở nơi này, hạ xuống đi, ta mong đợi ngươi hạ xuống. Giết chết bọn họ. Phương xa trong hư không, lại truyền tới Diệp Lâm Uyên vậy lạnh lùng gầm thét, hắn không chỉ là chạy trốn, hơn nữa còn hướng vạn khư phát ra kêu gọi, muốn kêu gọi Vũ Hoàng Cổ Đế hạ xuống. Nghe được Diệp Lâm Uyên kêu gọi, Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm, Tiêu Tinh Hà các người, đều là thần sắc thay đổi. Nhưng gặp tu la kiếm bị ném nhập dưới vực sâu, ngay chớp mắt không có vào hắc ám bên trong, không thấy bóng dáng. Kiếm kia vẫn vực sâu phía dưới, là hết sức hắn đáng sợ tử địa, mai táng thiên thiên vạn vạn cầm kiếm gãy. Những cái kia kiếm gãy, đều là ngày xưa Tử Hoàng Tiên Cung, đúc không hồng thần kiếm trước hàng thất bại, bản thân liền mang theo vô tận lệ khí cùng tàn niệm. Nếu như đánh rơi đến kiếm vẫn vực sâu phía dưới, coi như là vô lượng cảnh bên trong hậu kỳ cường giả, đều có rơi xuống nguy hiểm. Hiện tại Diệp Lâm Uyên vứt tu la kiếm, nói rõ là muốn lưỡng bại câu thương, nếu hắn không lấy được, vậy thì không bằng hủy diệt. Hơn nữa, Nhâm Phi Phàm suy nghĩ một chút đi tìm tu la kiếm mà nói, hắn cũng có thể nhân cơ hội chạy trốn. Huống chi, hắn còn không tiếc giá phải trả, kêu gọi Vũ Hoàng Cổ Đế hạ xuống. Phải biết, nếu như Vũ Hoàng Cổ Đế tới, hắn Diệp Lâm Uyên cũng có thể chạy không thoát, phải bị một thể chu diệt. Nhưng tình thế nguy cấp, Diệp Lâm Uyên cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, chẳng qua ngọc đá cùng vỡ. Đang, đang, đang. Một hồi cổ xưa tiếng chuông, bỗng nhiên ở trong hư không gõ, chấn động tâm hồn người. Đó là trong truyền thuyết vô vô thần khí, Tam Hoàng Chí Bảo đứng đầu, Thiên Hoàng Cổ Trung thanh âm. Ở trên trời Hoàng Cổ Trung tiếng chuông dưới sự xung kích. Một chùm chuỗi quy luật bắt đầu sụp đổ, hư không than rúc thành từng cái một hắc động, linh khí cũng thay đổi được rối loạn. Diệp Thần chỉ cảm thấy tâm thần phiền muộn, tạng phủ gian khí huyết sôi trào, như muốn nôn mửa. Thực lực kém nhất cổ phong vũ, lại là phốc xích một tiếng, tại chỗ máu tươi ói như điên. Ra ra hắn cổ huyền phong thi thể, trực tiếp hóa thành cho tàn. Ngày này hoàng cổ trung tiếng chuông, là như vậy đáng sợ.
tựa như tiếng chuông tiếng vang, thiên địa vạn tượng thì phải hóa thành bụi bặm. Gia Gia, Cổ Phong Vũ thấy Gia Gia hài cốt thành tro, lại là đau buồn. Ùm ùm, đám người chỗ đứng phù không hòn đảo, hoàn toàn sụp đổ thành bụi bặm. Nhâm Phi Phàm sắc mặt trầm xuống, nói, Vũ Hoàng Cổ Đế sắp tới, chúng ta đi thôi. Tiêu Tinh Hà già nua thân thể, cũng là hơi phát run, nói, có thể đi đi nơi nào. Chung quanh không gian quy luật, đều đã động lại. Hắn cuộc đời này sợ nhất người, chính là Vũ Hoàng Cổ Đế. Hiện tại Vũ Hoàng Cổ Đế người còn chưa tới, nhưng ý chí đã truyền tới, để cho được không gian phong tỏa, muốn chạy trốn cũng không trốn thoát. Nhâm Phi Phàm lâm nguy không loạn, nói, đi vực sâu phía dưới, đi. Nói xong, hắn bàn tay một chiêu, cưỡi cự kình, chở Diệp Thần, Tiêu Tinh Hà, Cổ Phong Vũ ba người, đi vực sâu phía dưới phi độn đi, huyết long thì trở lại Diệp Thần trong cơ thể. Tiêu Tinh Hà thấy Nhâm Phi Phàm phải đi dưới vực sâu, rất kinh hãi, nói kiếm vẫn dưới vực sâu, là một phiến tử địa, muôn vàn kiếm gãy tàn niệm sát khí càn quét, bất kỳ sinh linh đi xuống, cũng chỉ có một con đường chết, người hôm nay lao xuống, há chẳng phải là tự tìm cái chết. Nhâm Phi Phàm lắc lắc đầu nói, dưới vực sâu tuy nguy hiểm, nhưng tuyệt không có Vũ Hoàng Cổ Đế nguy hiểm, ta là tiên đế, ngay cả là kiếm vẫn vực sâu, cũng không khả năng làm bị thương ta. Tiêu Tinh Hà cười khổ nói, không đả thương được ngươi, nhưng chúng ta nhưng là có rơi xuống nguy hiểm. Hắn thành tựu luyện khí sư, so người bất kỳ đều biết, kiếm này vẫn vực sâu đáng sợ, là muôn vàn kiếm gãy mai táng chi địa. Hơn nữa năm đó không hồng thần kiếm, xuất thế lúc đó, mãnh liệt mũi nhọn sát phạt, chém bể vũ trụ thế giới, đưa đến mảnh địa phương này, biến thành vực sâu phế tích. Ở kiếm vẫn vực sâu phía dưới, trừ muôn vàn kiếm gãy đáng sợ tàn niệm bên ngoài, còn có không hồng thần kiếm nhất đỉnh cấp lúc kiếm khí lưu lại, đủ để giết chết tiên vương, đặc biệt đáng sợ. Nhâm Phi Phàm là tiên đế, hắn thì sẽ không có nguy hiểm, nhưng Diệp Thần, Tiêu Tinh Hà, Cổ Phong Vũ ba người, nhưng tùy thời có thể bị giết chết. Nhâm Phi Phàm nói, ta sẽ che chở các ngươi, hơn nữa Tu La Kiếm rơi xuống vực sâu phía dưới, vậy phải tìm trở về. Tu La Kiếm một sớm trầm diệt, vậy Tu La Kiếm hồn liền hoàn toàn không có, Diệp Thần luân hồi thiên kiếm, liền lại cũng không khả năng khôi phục nguyên vẹn. Cưỡi cự kình, một đường đi sâu vào dưới vực sâu, chung quanh dần dần đổi được đen nhánh, không phải thông thường hắc ám, mà là một loại quỷ bí không trạng, thật giống như có vô số không thể nói rõ đồ đè nén xuống hắc ám vậy. Là không không hơi thở. Ồ, nơi này lại có không không hơi thở. Nhâm Phi Phàm rất ngạc nhiên, chẳng lẽ kiếm này vẫn vực sâu phía dưới, còn liên thông không không thế giới sao? Tiểu tử, chiếu sáng mảnh thế giới này đi. Lời sau cùng là hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này sử dụng nguyện vọng thiên tinh, cũng cháy một giọt luân hồi máu. Vù vù. Nguyện vọng thiên tinh bay lên, ở luân hồi máu cháy hạ, đổi được giống như mặt trời vậy, xua tan bốn phía hắc ám. Ở kiếm vẫn vực sâu phía dưới, quy luật linh khí quá rối loạn, liền liền Nhâm Phi Phàm này cùng tiên đế, đều không cách nào sắp tối ám xua tan hết. Chỗ này, có thể nói là cực kỳ quỷ dị đáng sợ tồn tại. Nhưng Diệp Thần, thân là luân hồi chi chủ, hắn luân hồi quy luật, nhưng có thể ở phế tích tử địa bên trong, lần nữa thành lập được trật tự cùng quang minh. Ở nguyện vọng thiên tinh chiếu rọi xuống, mọi người thấy rõ rồi chứ hoàn cảnh chung quanh. Đây là một phiến vô biên vô tận hỗn độn hư không, không có trên dưới chừng và đông nam tây bắc khái niệm, ở vô biên hỗn loạn bên trong, lơ lửng một cái cầm kiếm gãy. Những cái kia kiếm gãy số lượng, đếm vậy đếm không hết, lẫn nhau hội tụ thành ngân hà vậy, ở trong hư không chậm rãi lưu truyền. Đây là dùng thế giới hiện thật ngôn ngữ, rất khó hình dung hư không, hết thảy đều tràn đầy quỷ bí khó lường hơi thở. Ở vô biên trong hư không, thỉnh thoảng xuất hiện một ít màu đen vòng xoáy, hình như là từng cái một hắc động. Những cái kia bên trong hang tối, nhô lên ra không không hơi thở, vặn vẹo thành tất cả loại cổ quái hình dáng. Hống. Có trầm thấp hống tiếng vang lên, giống như ma thần nói nhỏ. Có từng luồng không không hơi thở, vốn là không có bất kỳ hình dáng, nhưng làm Diệp Thần các người đến sau đó, không không hướng thực tế than xúc, từng luồng quỷ bí hơi thở hóa thành vặn vẹo quái vật. Đó là một đám không thể nói quái vật, cả người dính dơ bẩn mủ cùng vết máu, dư tợn vặn vẹo, không cách nào đi hình dạng bọn chúng hình dáng, chỉ biết là đặc biệt đáng sợ. Rồi sau đó, vậy một đám quỷ dị quái vật, tựa như cùng là ngọa nguậy cục thịt vậy,
điên cuồng hướng Diệp Thần các người tập kích tới. Nhâm tiền bối, chúng tới. Diệp Thần kêu to, vậy hiển nhiên là tới từ không không thời không quái vật. Kiếm này vẫn dưới vực sâu, lại có đặc thù hắc động, liên thông không không lúc nào không, để cho mảnh thế giới kia quái vật, có thể qua lại không gian hạ xuống. Cổ Phong Vũ là lần đầu tiên thấy không không thời không quái vật, nhìn những cái kia phủ đầy dơ bẩn cùng mủ vặn vẹo tồn tại, hắn tại chỗ liền nôn mửa, sắc mặt trắng bệch. Cho dù là thiên huyền cảnh đỉnh cấp cao thủ, nhưng nếu như đạo tâm không đủ vững chắc, trực diện không chẳng trách vật, vẫn sẽ có tinh thần hỏng mất nguy hiểm. Đừng hoảng hốt, cấp thấp nhất vô cấu quái vật thôi. Nhâm Phi Phàm giọng trầm ổn, rút trường kiếm ra, một chiêu huyết nguyệt đồ sát thiên trảm giết ra, màu máu kiếm mang quét qua, vậy rất nhiều vặn vẹo quái dị quái vật, liền toàn bộ bị chém chết hầu như không còn, thân thể suy suy vang dội, hóa thành khói đen tiêu tán. Ở giải quyết hết những quái vật này sau đó, Nhâm Phi Phàm hướng Diệp Thần hỏi, có thể cảm ứng được Tu La kiếm hơi thở sao? Diệp Thần ngưng thần cảm ứng, lại không bắt được chút khí tức nào, không khỏi được lắc lắc đầu nói, không có, nơi này hoàn cảnh quá hỗn loạn, căn bản bắt không tới bất kỳ tồn tại. Nhâm Phi Phàm sắc mặt trầm xuống, nếu như không tìm được Tu La kiếm mà nói, vậy thì phiền toái. Một khi Tu La kiếm trầm diệt, luân hồi thiên kiếm liền lại cũng không cách nào khôi phục nguyên vẹn. Đây là, Cổ Phong Vũ thoáng xuyễn qua một hơi, nhớ tới mới vừa không chẳng trách vật, vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, nói, đó là không không thời không quái vật sao. Làm sao sẽ chạy đến bên trong thế giới hiện thật tới. Kiếm vẫn vực sâu tuy quỷ dị lại nguy hiểm, nhưng bất kể như thế nào, đều là thuộc về thế giới hiện thật phạm vi, theo lý mà nói, sẽ không có không chẳng trách vật xuất hiện mới đúng. Nhâm Phi Phàm nhìn về phía chung quanh trong hư không, một cái lại một cái lỗ xoáy đen, nói, nơi này chôn kiếm gãy, tàn niệm quá kịch liệt, hơn nữa còn có năm đó không hồng thần kiếm mũi nhọn, có thể nghiền nát thực tế quy luật, đã cùng không không liên thông. Cổ Phong Vũ cảm thấy ngạc nhiên, vậy nhìn về phía chung quanh lỗ xoáy đen, nói, liên thông không không. Đây chẳng phải là nói, chúng ta chỉ cần vượt qua những thứ này hắc động, là có thể siêu thoát thực tế, đến không không thế giới. Nhâm Phi Phàm cười lạnh một tiếng, nói, người muốn đi không không thế giới sao? Cổ Phong Vũ dùng mình một cái, không không thế giới, thì không cách nào ngôn thuyết đáng sợ thế giới, coi như tiên đế lầm vào, cũng có vẫn diệt nguy hiểm, chớ nói chi là hắn. Không, ta liền đơn thuần hỏi một chút, Cổ Phong Vũ rụt một cái đầu, khiếp tiếng nói. Nhâm Phi Phàm nói, cẩn thận chút, nơi này rất nguy hiểm. Hắn lời nói mới vừa rơi xuống. Phương xa một cái kiếm gãy ngân hà, bỗng nhiên sôi trào lên. Vậy một cái cầm kiếm gãy, tựa hồ bắt được người ngoài hơi thở, đổi được nóng nảy mà oán giận. Xuy xuy xuy, trăm ngàn cầm kiếm gãy, phóng lên cao, như thác vải phi lưu vậy, phá không hướng Diệp Thần các người chém chết tới. Diệp Thần thất kinh, chỉ cảm thấy kiếm khí đập vào mặt, lạnh cả người siêu siêu. Ở đó trăm ngàn cầm kiếm gãy chém chết hạ, Diệp Thần chỉ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Liền liền Tiêu Tinh Hà, cũng là cảnh giác đề phòng. Đây là kiếm vẫn thâm uyên đáng sợ nhất kiếm khí oán niệm sát phạt, thậm chí ẩn chứa trong đó vô hồng thần kiếm đỉnh cấp kiếm ý, vậy vô lượng cảnh cao thủ cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Nhâm Phi Phàm thần sắc ngưng trọng, hướng Diệp Thần nói, Thiết Vương tọa mượn ta dùng một chút. Diệp Thần nói, à, lập tức sử dụng Thiết Vương tọa, giao cho Nhâm Phi Phàm. Quân Vương Thiết Tòa, hàng phục kiếm oán. Chư hành quỷ bí, hết sức bái luân hồi. Nhâm Phi Phàm vung tay lên, Thiết Vương tọa phá không bay ra, chấn rơi vào trong hư không, tản mát ra vô biên vô tận sức hấp dẫn. Vậy các loại chém chết mà đến kiếm gãy, ở Thiết Vương tọa hấp dẫn hạ, toàn bộ bị hút tới, leng keng tranh rơi vào ngai vàng, thật sâu đúc nóng liền đi vào. Dựa vào Thiết Vương tọa, Nhâm Phi Phàm đem tất cả kiếm gãy, toàn bộ thu phục đúc nóng hết. Thấy này các thủ đoạn, Tiêu Tinh Hà cùng Cổ Phong Vũ, đều là xem thế là đủ rồi. Tiêu Tinh Hà vỗ tay thở dài nói, Nhâm Phi Phàm, người không hổ là tiên đế, liền kiếm vẫn thâm uyên kiếm gãy tàn niệm, cũng như thế tùy tiện hàng phục. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, đem Thiết Vương tọa trả lại cho Diệp Thần, nói, không phải ta lợi hại, là luân hồi lực lượng lợi hại, có thể để cho thiên địa hết thảy, vạn vật đủ loại, toàn bộ quy thuận. Diệp Thần lấy lại Thiết Vương tọa. Chỉ cảm thấy Thiết Vương tọa hơi thở, và so với trước kia, cường hãn rất nhiều. Nhâm Phi Phàm thu phục những cái kia kiếm gãy,
hiển nhiên toàn bộ hóa thành thiết phương tọa lực lượng. Đang đang đang. Nhưng mà lúc này, lại có cổ xưa tiếng chuông gõ, kinh tâm hồn người. Vũ Hoàng cổ đế mau đuổi tới. Nhâm Phi phàm thần sắc trầm xuống, lập tức cưỡi cự kình, nhanh chóng đi về trước bay đi. Hình như là vận mạng chỉ dẫn vậy, đám người một đường phi hành, cuối cùng bay đến một phiến đặc biệt đẹp lạ thường địa phương. Tầm mắt trung ương, là một cái phá lệ to lớn, chậm rãi chuyển động hắc động, xa so cái khác hắc động muốn to lớn rất nhiều, thật giống như có thể cắn nuốt hết thảy đồ. Hắc động chỗ sâu, không ngừng có vặn vẹo ánh sáng nhô lên đi ra, ùm vang dội, hình như là lũ quét bùng nổ vậy thanh âm. Ở hắc động bên bờ, chính là thiên thiên vạn vạn cầm kiếm gãy, giống như là một cái đai vậy, trôi lơ lửng ở hắc động bên trên, tình cảnh vô cùng lộng lẫy nguy nga. Cái hắc động này, cho người một loại sức hấp dẫn thật lớn, mê người vừa nguy hiểm. Bất kể là Diệp Thần, vẫn là Nhâm Phi Phàm, Tiêu Tinh Hà, Cổ Phong Vũ các người, đang nhìn cái hắc động này thời điểm, bọn họ đều có một loại xung động, muốn nhảy vào đi. Bọn họ bên tai bên trong, tựa như nghe được thần ma nói nhỏ, thật giống như có lực lượng gì, đang kêu gọi bọn họ, nhảy vào hắc động. Chỉ cần nhảy vào, là có thể rời đi thế giới hiện thật, đi không không lúc nào không. Đó là không không triệu hoán. Cũng thanh tỉnh một chút, không nên bị không không quái vật, mê loạn đạo tâm. Nhâm Phi Phàm lên tiếng quát lên, hắn trước nhất khôi phục thanh tỉnh. Diệp Thần, Cổ Phong Vũ, Tiêu Tinh Hà ba người, cũng là phục hồi tinh thần lại, âm thầm xuất mồ hôi lạnh cả người. Cái đó thần bí hắc động thật lớn, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối cùng không không lúc nào không có quan. Chỉ cần nhảy vào hắc động bên trong đi, là có thể đi không không lúc nào không. Nhưng, không không lúc nào không, quỷ bí khó lường, cực đoan nguy hiểm, nếu là tùy tiện bước vào, chỉ có một con đường chết. Nhâm Phi Phàm vậy cảm đến chỗ này, chân thực quá mức nguy hiểm, liền muốn rời đi. Nhưng mà, phía trước trong hư không, bỗng nhiên khí lưu vặn vẹo, hiện ra một tấm to lớn, thảm trắng, dữ tợn, đáng sợ người chết mặt. Cái này gương mặt người chết, là như vậy quỷ dị khủng bố, lại đột ngột xuất hiện, có thể đem người hù chết. Cổ Phong Vũ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tại chỗ bị sợ được liền hét dầm lên, ôm đầu, gương mặt một phiến tái mét. Hai tròng mắt bên trong tràn đầy cực đoan sợ hãi thần sắc, giống như người bình thường đột nhiên đụng phải quỷ. Ha ha ha! Một hồi âm trầm cười nhạt, từ vậy chết trên mặt người phát ra. Vậy người chết mặt sống lại, quỷ bí vặn vẹo tử khí dần dần tản đi, nhô lên ra thần hy cùng tiên quang, Thụy Hà tách thả ra, bảo quang hừng hực. Một đạo tiên phong đạo cốt, lại uy nghiêm như thái cổ thiên thần vậy bóng người, hạ xuống, chính là Vũ Hoàng cổ đế. Ta còn lấy là ta cổ thần ý chí, có thể đem các ngươi hù chết, xem ra các ngươi đạo tâm, coi như bền bỉ. Vũ Hoàng cổ đế khẽ mỉm cười, nhìn về phía Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm, Tiêu Tinh Hà ba người. Ba người thần sắc ngưng trọng, nhưng cũng không có bị hù dọa. Chỉ có Cổ Phong Vũ, là bị kinh sợ được tinh thần tan vỡ, cả người phát run, miệng nghẹn ngào, cũng không biết hắn đạo tâm còn có tồn tại hay không. Vũ Hoàng cổ đế chính là tương lai chí cao cổ thần, hắn cổ thần ý chí, có vô cùng uy áp kinh khủng, có thể để cho nhân đạo tim tan vỡ. Nếu như không phải là Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm, Tiêu Tinh Hà ba người, thấy quen sóng gió, bọn họ cũng có hỏng mất nguy hiểm. Diệp Thần nhìn Vũ Hoàng cổ đế, thật sâu cảm thấy nguy hiểm. Hôm nay Vũ Hoàng cổ đế, hơi thở so với trước kia, không biết mạnh mẽ nhiều ít. Hắn tu vi, đã siêu thoát thế giới hiện thật. Siêu thoát tiên đế, mặc dù còn chưa tới chứng đạo không không bước, nhưng đã là hoành đẩy trần thế vô địch. Liền liền Nhâm Phi Phàm, cùng Vũ Hoàng cổ đế so sánh, khí thế cũng yếu đi một phần. Diệp Thần canh gác dưới, theo bản năng muốn cầm ra Nhân Hoàng Thánh Đao, nhưng phát hiện mình khí cơ, lại có thể bị phong tỏa, không cách nào điều động bất kỳ binh khí gì pháp bảo. Cảm thấy được một màn này, Diệp Thần nhất thời hoảng hốt. Vũ Hoàng cổ đế cười lạnh một tiếng. Nói, luân hồi chi chủ, người đừng nghĩ vùng vẫy, ngày hôm nay ta tự mình hạ xuống, chính là muốn đem các ngươi toàn bộ giết chết. Nhâm Phi Phàm trầm giọng nói, Vũ Hoàng cổ đế, chỉ sợ ngươi còn không giết được ta. Vũ Hoàng cổ đế cười hắc hắc, nói, ngươi tấn thăng tiên đế, cánh cứng rắn, dường như ta còn thật giết không chết ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi nhốt phong ấn, vĩnh viễn hành hạ, để cho ngươi sống không bằng chết. Dừng một chút.
Phụ hoàng cổ đế vừa nhìn về phía Tiêu Tinh Hà, nói Tiêu Tinh Hà, người đã đáp ứng ta, sẽ bảo đảm cầm trung lập cùng ẩn cư, vì sao lại phải phản bội ta? Tiêu Tinh Hà mồ hôi lạnh nhễ nhại, ở Vũ Hoàng cổ đế trước mặt, không dám thở mạnh, nói, bệ hạ, ta không có phản bội ngươi, ta chỉ là. Hắn trước kia đối mặt Vũ Hoàng cổ đế, chỉ ít còn có thể cất giữ một ít uy nghi, nhưng hiện tại Vũ Hoàng cổ đế, tu vi siêu thoát tiên đế, cho người cảm giác bị áp bách quá mạnh mẽ, hắn khó mà giữ chấn định, thậm chí muốn phải quỳ xuống màng bái. Đây là chí cao cổ thần uy áp. Vũ Hoàng cổ đế ý Hưng Lan San khoát khoát tay, nói thôi, không cần giải thích, dù sao ta ngày hôm nay vậy quyết định giết ngươi. Tiêu Tinh Hà cả người phát run, hắn thân làm tiên tổ cường giả, cả đời trải qua vô số sát phạt, đã sớm đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính. Nhưng, đối mặt Vũ Hoàng cổ đế, hắn nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi, đối chết sợ hãi, bị dẫn đi ra, sợ hãi không thôi, không nhịn được chắp tay cầu xin tha thứ, bệ hạ, tha mạng, tha mạng. Lần này cầu xin tha thứ, liền đại biểu Tiêu Tinh Hà ngạo cốt đạo tâm, đều bị Vũ Hoàng cổ đế ép vỡ. Diệp Thần than thở một tiếng, cũng không có trách tội Tiêu Tinh Hà, bởi vì đối mặt Vũ Hoàng cổ đế uy nghiêm, thiên hạ tới giữa, còn có thể giữ sống lưng, đơn giản là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Suy! Bỗng nhiên, Diệp Thần cảm thấy sau lưng tiếng gió bạo động. Nhâm Phi Phàm ra tay. Hy Hoàng lôi ấn. Nhâm Phi Phàm giống như là man hoang cự thú vậy, tóc tung bay, cùng trước kia quân tử hình dáng, hoàn toàn không cùng. Hiển nhiên, đối mặt Vũ Hoàng cổ đế, hắn cũng là cảm thấy vô cùng nguy hiểm, muốn liều mạng một đấu. Ung ung, Hy Hoàng lôi ấn ký kết, Nhâm Phi Phàm hai tay màu vàng lôi quang xen lẫn, chín tầng trời thần thuật hơi thở bùng nổ đến trình độ cao nhất, từng tầng một đại biểu tiên đế khí vận Thụy Hà, cũng là kịch liệt tách thả ra. Ha ha ha. Nhâm Phi Phàm, ta tu vi đã siêu thoát thiên đế, người như thế nào là ta địch thủ? Vũ Hoàng cổ đế vui vẻ cười to, không quan tâm chút nào Nhâm Phi Phàm công kích. Đấu chữ quyết, đấu thiên thần trưởng. Vũ Hoàng cổ đế trong tiếng cười lớn, một trường gào thét ra, đấu chữ quyết bùng nổ, trắng xóa đấu khí, hội tụ ở bàn tay hắn trên, một trường đánh giết hướng Nhâm Phi Phàm. Phịch, hai người hai tay va chạm, giống như là hai cái vũ trụ đại thế giới đụng. Nổ lên làn sóng kinh thiên. Rắc rắc sát. Diệp Thần nghe được Nhâm Phi Phàm trong cơ thể truyền ra thanh âm xương vỡ vụn. Nhâm Phi Phàm vành mắt hết sức nứt ra, ở Vũ Hoàng cổ đế một trường hạ, bị đánh được bay ra ngoài. Nhâm Phi Phàm đánh bại. Cái này vô địch người đàn ông, hắn chiến bại. Nhâm tiền bối. Diệp Thần kêu to lên, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua Nhâm Phi Phàm bị thua tình cảnh. Ngày hôm nay hắn gặp được. Ha ha ha, Vũ Hoàng cổ đế cuồng như vậy cười to, nội tâm vừa âm thầm bội phục. Hắn mới vừa một trường, thật ra thì cũng không thoải mái, ẩn chứa mình trọn đời công lực, còn có cổ thần huyết mạch cháy, thiên hoàng cổ trung khí vận gia trì. Mãnh liệt như vậy một trường, Nhâm Phi Phàm thân xác, còn có thể giữ hoàn hảo, không có bị đánh bể, đủ để cho Vũ Hoàng cổ đế thán phục. Vị này luân hồi hộ đạo giả, Nhâm gia thiên mệnh thánh đế. Vô lượng cảnh chín tầng thiên tiên đế cao thủ, đích xác là ngang qua đời này, độc bộ thiên hạ tồn tại, coi như bị hắn Vũ Hoàng cổ đế toàn lực một trường, cũng không có bị tại chỗ đánh bể. Ô, Nhâm Phi Phàm thân thể, bị đánh bay đánh rơi đến vậy hắc động thật lớn bên trong đi, ngay tức thì liền bị hắc động nuốt hết. Ừ, Vũ Hoàng cổ đế ra mặt kéo động, khó hiểu cảm thấy bất an. Cái hắc động này, nhưng mà liên thông đi không không thời không, theo lý mà nói. Bị thương xuống Nhâm Phi Phàm, đánh mất đi vào, chỉ có một con đường chết. Nhâm Phi Phàm, người vẫn là đi ra đi, ta muốn ngươi nhìn tận mắt, luân hồi chi chủ như thế nào bị ta ngược giết đến chết. Vũ Hoàng cổ đế hì hì cười nhạt, bàn tay vung ra, che khuất bầu trời, dò nhập hắc động bên trong đi, phải đem Nhâm Phi Phàm lấy ra tới. Hắn có thể không thể lấy mắt nhìn Nhâm Phi Phàm, thật đánh mất đi không không lúc nào không, nếu không, xảy ra điều gì bất ngờ. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dẫu sao, Nhâm Phi Phàm vậy lưng đeo đại khí vận, một khi đại nạn không chết, lấy được kỳ ngộ gì, đó cũng không phải là Vũ Hoàng cổ đế muốn thấy. À, nhưng mà, Vũ Hoàng cổ đế bàn tay, dò nhập hắc động bên trong về phía sau, nhưng phát ra một tiếng hét thảm, thật giống như bị rắn độc cắn một hơi vậy, vội vàng đem tay rụt trở về. Mới vừa hắn vẫn là vô địch hình dáng,
bỗng nhiên như vậy thất thố, làm người ta ngạc nhiên. Diệp Thần, Tiêu Tinh Hà các người, ngơ ngác nhìn Vũ Hoàng cổ đế, không biết hắn ở bên trong hang tối, đã sờ cái gì đồ. Vũ Hoàng cổ đế sắc mặt âm tình biến ảo không chừng, trong tròng mắt hiện ra sát khí, nhìn chằm chằm Diệp Thần và Tiêu Tinh Hà, nói thôi, trước hết giết các người hai cái nói sau. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn như băng thiên vậy bạo giết ra, đấu chí quyết phát huy đến trình độ cao nhất, mang đủ để nghiền diệt chính xác tiên đế đáng sợ uy thế, hung hăng hướng Diệp Thần và Tiêu Tinh Hà đánh tới. Luân hồi chi chủ, đi mau. Tiêu Tinh Hà thần sắc chấn động phố, vội vàng đứng ra, chuẩn bị tự mình hy sinh, bảo vệ Diệp Thần rời đi. Phịch. Nhưng vào lúc này, cái đó cắn nuốt nhâm phi phàm đồ sộ đại hắc động, lại có thể nổ. Hắc động nổ, vô số quỷ bí khó lường vật chất cùng năng lượng, liền hóa thành từng cổ một mãnh liệt nước lũ, bốn phía cổn đáng. Ở hắc động kia nổ ảnh hưởng, liền Vũ Hoàng cổ đế đều cảm thấy nguy hiểm, vội vàng thu bàn tay về, bảo vệ thân thể. Diệp Thần ai yêu một tiếng thét kinh hãi, ở hắc động kia nổ dưới sự xung kích, chỉ cảm thấy vô số năng lượng khí lưu, cơ hồ phải đem mình xé nát hết. Hắn ngay tức thì ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Tiêu Tinh Hà và Cổ Phong Vũ hai người, cũng bị to lớn nổ khí lưu, không biết oanh đi nơi nào. Cái này hắc động nổ là mãnh liệt như vậy, nếu như không phải là Diệp Thần thể chất cường hãn, hắn có thể phải bị trực tiếp xé nát. Nhưng dù vậy, hắn cũng là trọng thương hôn mê, đánh rơi đến chỗ sâu hơn trong hư không. Hôn mê bên trong, Diệp Thần hoảng hoảng hốt hốt lúc đó, thấy được một vòng mặt trời, một vòng vô cùng nóng rực mặt trời, cơ hồ phải đem hắn nóng chảy hết vậy. Thời gian vội vã, như nước vậy trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy nhức đầu sắp nứt, cả người đau nhức. Ta không có chết. Nơi này là nơi nào? Diệp Thần ngẩn ngơ, vùng vẫy ngồi dậy, nhưng phát hiện mình nằm ở một cái phong cách cổ xưa đẹp và tĩnh mịch trong phòng. Phòng này là xây dựng tại đại thụ trên, mọi thứ trong phòng đồ gỗ nội thất, đều là bằng gỗ, cây mây dọc theo vách tường kéo dài mà qua, vừa đúng lúc mở ra mấy đóa hoa, tràn đầy lịch sự tao nhã linh khí. Két! Cửa phòng mở ra, chỉ gặp một cô gái, bưng một cái đựng nước thuốc chén ngọc đi vào. Người tỉnh, xứ lạ người. Thiếu nữ thấy Diệp Thần tỉnh, lộ ra một vẻ vui mừng cùng hân duyệt nụ cười, đem chén ngọc buông xuống, nói, người hôn mê hơn nửa tháng, người cả người xương và kinh mạch đều đã cắt mất, nếu như không phải là có thiên đế Kim Luân che chở, người có lẽ đã chết. Diệp Thần thất kinh, nói ta cũng hôn mê lâu như vậy. Hắn nhìn từ trên xuống dưới cô gái kia, thiếu nữ giống như là phòng hoa trong rừng rậm đi ra tiên tử, da thịt trắng noãn thấu rõ, sắc mặt tuyệt lệ, cử chỉ ôn nhu. Nàng lỗ tai là đầy, như kéo chùy chạng, từ màu bạc mái tóc dài bên trong thấm ra, trên tóc mang một cái hoa vòng, trên mình không mặc quần áo, chỉ là dùng một phiến cánh hoa múi bện thành yếm cùng quần cụt, che lại bộ vị trọng yếu, mảng lớn da thịt trắng như tuyết để lộ ra tới, sáng chói được Diệp Thần có chút hoa mắt. Nơi này là địa phương nào? Diệp Thần suy nghĩ một chút giường, nhưng thân thể vô cùng đau đớn, xương cốt và kinh mạch cũng toàn bộ cắt đứt. Hắn hoạt động một tí liền giác tê tâm liệt phế đau nhức, không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngươi không nên lộn xộn, ngươi thương thế còn chưa lành. Thiếu nữ tới đây đỡ Diệp Thần, nói. Diệp Thần khẽ cắn răng, hắn bị hắc động kia nổ lớn đánh vào, thương thế quá nghiêm trọng. Hắc động kia nổ lớn năng lượng, xuất xứ từ không không lúc nào không, lực trùng kích đặc biệt đáng sợ, Diệp Thần thương thế bên trong cơ thể, còn bổ sung thêm có không không phép tắc ăn mòn. Cực kỳ nghiêm trọng, cho dù lấy hắn bát quái thiên đan thuật thủ đoạn, đều khó chữa. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Ngươi có thấy bạn của ta sao? Diệp Thần lần nữa hỏi, trừ mình thương thế, hắn còn lo lắng Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm bị Vũ Hoàng cổ đế đánh bại, đánh rơi đến vậy lỗ xoáy đen bên trong đi. Vậy lỗ xoáy đen, liên thông đi không không lúc nào không, Nhâm Phi Phàm đánh mất đi vào, há chẳng phải là trực tiếp lọt vào không không thế giới. Diệp Thần chỉ lo lắng Nhâm Phi Phàm sẽ chết. Cô gái kia thanh thúy nói, nơi này là thần anh giới, là cái này phiến kiếm vẫn thâm uyên, duy nhất một nơi có sinh cơ địa phương, cũng là chúng ta Vũ Linh tộc duy nhất gia viên, chúng ta Vũ Linh tộc, là tán thần, ta kêu Vũ Khanh Tâm. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói, Vũ Linh tộc, tán thần. Các ngươi là không không lúc nào không bên trong chủng tộc. Tán thần, là không không lúc nào không bốn đại thần tộc một trong.
cùng cổ thần, ngoại thần, ma thần so sánh, phần lớn tán thần so với hơi yếu nhỏ, không cách nào chịu đựng không không lúc nào không hỗn loạn khái niệm cùng quy luật, chỉ có thể bị buộc chạy nạn đến thế giới hiện thật. Ví dụ như hoang lão chỗ ở hoang tộc, chính là tán máu thần mạch. Diệp thần lại không nghĩ rằng, trước mắt người tiên tử này vậy minh lệ động lòng người tóc bạch kim lắng tai thiếu nữ, lúc đầu chính là tán máu thần mạch. Vậy kêu là Vũ Khanh Tâm cô gái nói, đúng vậy, chúng ta Vũ Linh tộc, chính là tán máu thần mạch, ở thiên đế kim luân dưới sự che chở, ở nơi này phiến kiếm vẫn thâm uyên bên trong, mở ra một nơi gia viên, lấy tên kêu thần anh giới, người xem, bên ngoài cây kia, chính là thần anh cây. Vũ Khanh Tâm chỉ ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ xa xa đứng sừng sững một bụi to lớn cây anh đào, cao vút trong mây, mảng lớn hoa anh đào tung bay, sáng đẹp nguy nga. Diệp thần nhìn vậy thần anh cây, ngẩn ngơ, lại hỏi, thiên đế kim luân vậy là cái gì? Vũ Khanh Tâm trầm ngâm một tí, nói a, ngươi nếu tỉnh, ta mang ngươi đi thiên đế tiên chỉ chữa thương, phía chúng ta đi, vừa nói. Dừng một chút, lại hỏi, ngươi tên gọi là gì, xứ lạ người. Diệp thần nói, ta kêu Diệp thần. Vũ Khanh Tâm nga một tiếng, liền đỡ Diệp thần xuống giường, đi ra khỏi phòng bên ngoài. Diệp thần đi tới ngoài cửa, quả nhiên phát hiện nhà là xây dựng ở trên cây, dưới tàng cây vậy thật nhiều Vũ Linh tộc người, bề ngoài và Vũ Khanh Tâm như nhau, đều là tóc bạch kim lắng tai, tướng mạo mười phần thanh nhã tuyệt lệ. Vũ Linh tộc giống như là một đám cư trú ở trong rừng rậm tiên tử, siêu nhiên thế ngoại, trên mặt mỗi người đều là ôn hòa ôn nhu thần thái. Ánh mắt giống như gông xiềng chém hết vậy trong suốt. Diệp thần ngạc nhiên phát hiện, tất cả Vũ Linh tộc người, đều là trẻ tuổi thiếu nữ cùng ấu nữ, không có nam tử, cũng không có lâu năm người. Vũ Khanh Tâm cười nói, chúng ta Vũ Linh tộc đều là cô gái, đản sanh vu thần anh trên cây, vừa mới bắt đầu ra đời thời điểm, chỉ là một đóa hoa anh đào, sau đó đạt được nước mưa bồi bổ, liền dài ra hình người. Trong lúc nói chuyện, nàng dìu đỡ Diệp thần, bay xuống đến dưới tàng cây. Cùng nhau đạp ở tại hiện trường trên. Chung quanh Vũ Linh tộc bọn nữ tử, thấy Diệp thần, đều lộ ra ôn nhu điềm tĩnh nụ cười, hướng hắn chào hỏi, mấy cái ấu nữ tử hắn bên người tung tăng chạy qua, chơi đùa cười kéo treo áo của hắn, kêu lên. Đại ca ca, ngươi là từ thế giới bên ngoài tới sao? Thế giới bên ngoài, là như thế nào? Diệp thần có chút ngẩn người, nội tâm vô hình cảm thấy một chút yên lặng, trước đó chưa từng có yên lặng. Cái này phiến thần anh giới, đúng như thế ngoại đào nguyên vậy, không có chút nào ngươi ngu ta gạt. Vũ Khanh Tâm cười một tiếng, kéo Diệp thần tay hướng về phía trước đi, nói, ngươi tuy là xứ lạ người, nhưng ngươi không có ác ý, cho nên mọi người đều thích ngươi. Nếu như có ác ý người xâm nhập, thần anh cây và thiên đế kim luân, sẽ phát ra đặc thù khí tượng, nhưng ngươi không có, cho nên ngươi là người tốt. Diệp thần nói, cảm ơn. Vũ Khanh Tâm chỉ trên bầu trời mặt trời. Nói, đó chính là thiên đế kim luân, là chúng ta tán thần tộc cao nhất thần khí, bất quá không phải bản thể. Diệp thần ngẩng đầu nhìn trời, chỉ gặp trên bầu trời mặt trời, cũng không phải là phổ thông mặt trời hình dáng, mà là một cái kim luân, bởi vì ánh sáng ngoài định mức nhức mắt huy hoàng, cho nên như mặt trời vậy chiếu sáng mặt đất. Xuyên thấu qua cái này phiến bầu trời, còn có thể loáng thoáng dòm ngó gặp kiếm vẫn thâm uyên hình dáng, đó là một phiến đen nhánh hư vô vũ trụ phế tích. Có vô số lỗ xoáy đen cùng vô số kiếm gãy tồn tại. Thiên đế kim luân, cao nhất thần khí, chính là vô vô thần khí sao? Diệp thần líu díu hỏi. Vũ Khanh Tâm nói, đúng vậy, cao nhất vô vô thần khí, tổng cộng có 4 kiện, tán thần, ma thần, ngoại thần, cổ thần 4 đại trận doanh, tất cả có 1 kiện. Ta tán thần trận doanh cao nhất thần khí, chính là thiên đế kim luân. Dừng một chút. Vũ Khanh Tâm vừa đành chịu thở dài nói, đáng tiếc hàng tỷ kỷ nguyên tới nay, ta tán thần trận doanh, cho tới bây giờ không người có thể chấp trưởng thiên đế kim luân, đưa đến ta tán thần tộc khí vận yếu kém, từ đầu đến cuối không cách nào đối kháng ngoài ra 3 đại thần tộc, hơn nữa thậm chí phần lớn tộc nhân, đều khó ở không không lúc nào không bên trong đặt chân. Không không lúc nào không 4 đại thần tộc, tán thần tộc nhất là yếu ớt, thật ra thì cũng không phải là tán thần tộc trời xanh không bằng người ngoài. Chỉ là bởi vì tán thần tộc không có cao nhất thần khí chấn thủ, đưa đến một mực suy yếu. Vậy thiên đế kim luân, chính là 4 lớn cao nhất thần khí một trong. Vũ Khanh Tâm sâu xa nói, nếu như có người có thể chấp trưởng thiên đế kim luân mà nói, nhất định có thể dẫn ta tán thần tộc quật khởi, không cần lại bị lang bạc kỳ hồ khổ. Diệp thần nói, phải không?
Diệp Thần mắt nhìn bầu trời mặt trời kim luân, ngay hoảng hốt, hắn đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh lướt qua. Đó là Nhâm Phi Phàm bóng người. Nhâm Phi Phàm bóng người, tựa hồ xuất hiện ở mặt trời bên trong. Ai yêu? Cảm thấy được một màn này, Diệp Thần không khỏi được kinh hô lên. Ngươi thế nào? Vũ Khanh Tâm tò mò hỏi. Diệp Thần ngẩn ngơ, cẩn thận lại xem, nhưng phát hiện vậy một vòng mặt trời kim luân, không có bất kỳ chỗ đặc thù. Mới vừa hắn thấy Nhâm Phi Phàm bóng người, tựa như chỉ là cảm giác. Không, không việc gì. Diệp Thần có chút hoảng hốt, tim nghĩ có thể mình thương thế quá nặng, thật xuất hiện ảo giác. Lúc này, lại nghe đến luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra hoang lão thanh âm. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này, nặng gặp thiên đế kim luân, tuy chỉ là một đạo hình chiếu, cũng không phải là bản thể, nhưng vậy đủ để cho ta hoài niệm. Hoang lão cũng là thầm than thở, xem hướng bầu trời ở giữa mặt trời kim luân, hắn là tán máu thần mạch xuất thân, mà thiên đế kim luân, chính là tán thần tộc cao nhất thần khí, cao nhất đồ đằng. Không không thời không khái niệm cùng quy luật, vô cùng là hỗn loạn, bốn đại thần tộc muốn sinh tồn, nhất định phải có cao nhất thần khí che chở, nếu không khó mà đặt chân. Tán thần tộc từ đầu đến cuối lang bạc kỳ hồ, thậm chí có đại lượng tộc nhân chạy trốn, chỉ có một số ít cường giả, có thể đối kháng hỗn loạn quy luật, tiếp tục ở lại không không lúc nào không bên trong, chính là bởi vì tán thần nhất tộc, từ đầu đến cuối không người có thể chấp trưởng thiên đế kim luân, đưa đến khí vận yếu ớt, không có được đầy đủ che chở. Cho nên đối với thiên đế kim luân, hoang lão cũng có cảm tình đặc biệt. Thiên đế tiên chỉ đến. Vũ Khanh Tâm mang Diệp Thần, đi tới rừng rậm trung ương nhất, thần anh cây đứng sửng ở hai người trước mắt. Ở thần anh dưới tàng cây, là một cái hồ nước to lớn, ao nước là màu vàng kim, tràn đầy linh khí, có rất nhiều hơn vũ linh tộc thiếu nữ, ở nước trong ao nô đùa bơi lội bơi, tiếng cười nói. Các nàng đều là không mảnh vải che thân, trên mình không có bất kỳ che giấu, cho dù thấy Diệp Thần tới, cũng không có cái gì mắc cỡ thần sắc, thậm chí có mấy cô gái, hết sức phấn khởi gọi Diệp Thần xuống chơi. Diệp Thần gương mặt hơi đỏ lên, xem ra vũ linh tộc cũng không có ngoại giới nhiều như vậy quy củ, các nàng toàn bộ là cô gái, thiên tính ôn hòa ôn nhu, cho dù là đối người bên ngoài, chỉ cần người ngoài không có ác ý, các nàng cũng không điều kiện hoan nghênh. Cái này thiên đế tiên trì là chúng ta vũ linh tộc thánh địa, thần anh cây cùng thiên đế kim luân đồng tình, hấp thu thiên đế kim luân linh khí, cuối cùng tạo ra liền cái này phiến hồ tiên thánh địa, người bị thương tuy nặng, nhưng muốn đến lấy thiên đế tiên chỉ linh khí nội tình, vậy đủ để cho ngươi khỏi rồi. Vũ Khanh Tâm ôn hòa nhìn Diệp Thần, rồi sau đó giải khai liền trên người mình cánh hoa yếm cùng quần cụt, cũng là không giữ lại chút nào lộ ra trắng nõn béo mập thân thể, bước vào thiên đế tiên chỉ bên trong đi. Rồi sau đó, nàng hướng Diệp Thần chào hỏi, xuống đây đi, xứ lạ người, không cần quá câu thúc, chúng ta vũ linh tộc không có ngoại giới nhiều như vậy quy củ. Diệp Thần có chút lúng túng cùng không thích ứng, nhưng niệm đến mình thương thế nghiêm trọng, cũng là không do dự nữa, lập tức gật đầu một cái, vậy rút đi quần áo, tiến vào thiên đế tiên chỉ bên trong. Hắn vừa tiến đến, hồ tiên bên trong rất nhiều vũ linh tộc thiếu nữ, liền cười đùa chơi ồn ào, rối rít đến gần hắn bên người, tò mò quan sát vuốt ve hắn. Diệp Thần ở nữ nhân này trong đống, là duy nhất nam tử, hơn nữa lại là xứ lạ người, cho nên tự nhiên phá lệ đưa tới chúng nữ chú ý. Diệp Thần cảm thấy lúng túng, cũng may Vũ Khanh Tâm qua tới giải vây, nói, vị này xứ lạ người còn muốn chữa thương, các ngươi không nên ồn ào. Chúng nữ lúc này mới tản đi. Cảm ơn. Diệp Thần hướng Vũ Khanh Tâm nói cảm ơn, rồi sau đó bình tĩnh tâm thần, yên lặng vận chuyển công pháp, hấp thu thiên đế tiên chỉ bên trong linh khí. Hô hô hô. Diệp Thần ban đầu hấp thu, toàn bộ thiên đế tiên chỉ liền cuốn động, xuất hiện từng cái vòng xoáy, vô số màu vàng kim năng lượng, điên cuồng đi Diệp Thần trên mình hội tụ đi. Cảm nhận được như vậy dị biến, chung quanh Vũ Khanh Tâm đám con gái cửa, đều là kinh hô lên. Ở các nàng ánh mắt khiếp sợ bên trong, thiên đế tiên trì năng lượng, đang không ngừng nhạt đi, màu vàng kim ao nước dần dần đổi được màu vàng nhạt, cuối cùng đổi được trong suốt. Tất cả hồ tiên linh khí, đều bị Diệp Thần hút khô. Ở đó thiên đế tiên chỉ bồi bổ hạ, Diệp Thần cảm thấy mình thương thế, toàn bộ khôi phục. Thậm chí, liền hắn tu vi, loáng thoáng cũng sắp đột phá, đã đến trăm gia cảnh ba tầng thiên điểm giới hạn, chỉ kém từng tia, liền có thể chính thức tấn thăng. Hai khắc sau, Diệp Thần mở mắt ra,
trong con người có màu vàng kim thần mang đang lóng lánh trước, huy hoàng như thiên thần. Hắn nhìn biến thành trong suốt ao nước, còn có chung quanh chúng nữ kinh ngạc ánh mắt, không khỏi được áy náy cười một tiếng, nói thật xin lỗi, ta vì chữa thương, nhưng cầm các ngươi thiên đế tiên chỉ ép khô, ta cho các ngươi bồi thường. Vừa nói, Diệp Thần liền sử dụng một đống lớn đan dược. Vũ Khanh Tâm lắc đầu một cái, nói, không cần, thiên đế tiên chỉ năng lượng, có thể từ từ khôi phục, người thương thế không có gì đáng ngại liền chứ. Diệp Thần nói, cũng khỏi rồi, Vũ cô nương, đa tạ. Diệp Thần từ trong hồ đi ra, mặc vào quần áo. Vũ Khanh Tâm ngâm trong nước một hồi, vậy đi ra. Thần anh trên cây phiến phiến hoa anh đào rơi xuống, ở trên người nàng bện thành yếm cùng quần cụt, đem thân thể nàng bộ vị trọng yếu che đứng lên. Diệp Thần đại ca, ngươi vừa là sứ lạ người, ta muốn ủy thác ngươi một chuyện. Vũ Khanh Tâm nói. Chuyện gì? Diệp Thần hỏi. Vũ Khanh Tâm trầm ngâm một tí, nói, không biết ngươi có biết hay không luân hồi chi chủ. Chúng ta Vũ Linh tộc, muốn luân hồi chi chủ một giọt máu, lọc sạch sơ bẩn. Diệp Thần ngẩn ngơ, bật cười khanh khách nói, Vũ cô nương, ta chính là luân hồi chi chủ. Vũ Khanh Tâm chấn động ngạc, nói, ngươi nói gì sao? Chung quanh Vũ Linh tộc các cô gái, cũng là ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, trong thoáng chốc yên lặng như tờ. Diệp Thần bước ra một bước, sau lưng cho thấy lục đạo luân hồi cùng luân hồi thiên đường khí tượng, nói ta chính là đời này luân hồi người thừa kế, Vũ cô nương, ngươi cần ta máu. Vũ Khanh Tâm cảm nhận được như bánh xe hồi khí voi, nhất thời một hồi nghẹt thở, liền vội vàng gật đầu nói, Không nghĩ tới lúc đầu, Diệp Thần đại ca ngươi, chính là luân hồi chi chủ. Nói xong lời cuối cùng, gò má nàng lại hơi có chút đỏ lên, hô hấp cũng dồn dập. Phải biết, luân hồi huyết mạch đối với người khác phái mà nói, có một loại mãnh liệt sức hấp dẫn. Bất kỳ cô gái nào, chỉ cần cùng Diệp Thần sống chung lâu, cũng sẽ thích hắn. Diệp Thần hôn mê đoạn thời gian này, Vũ Khanh Tâm chiếu cố hắn hồi lâu, tất nhiên sẽ có tình cảm ra đời. Diệp Thần tự nhiên biết một điểm này, nhưng cũng không vạch trần. Vũ Khanh Tâm hít thở sâu một hơi, thoáng bình tĩnh tâm thần, nói, Diệp Thần đại ca, nếu ngươi là luân hồi chi chủ, sự tình kia thì dễ làm, chúng ta cần ngươi một giọt máu, tới lọc sạch thần anh dơ bẩn. Diệp Thần nói, cái gì dơ bẩn? Vũ Khanh Tâm nói, thần anh dơ bẩn, thần anh cây cùng thiên đế kim luân đồng tình, che chở chúng ta Vũ Linh tộc, nhưng dẫu sao chỗ kiếm vẫn thâm uyên, ở bên ngoài vực sâu hơi thở, còn có không lúc nào không hơi thở ăn mòn. Thần anh vậy tích lũy đại lượng dơ bẩn. Những thứ này dơ bẩn, nếu như không lọc sạch hết, liền sẽ nguy hiểm gia viên chúng ta. Diệp Thần khẽ cau mày, nói, nếu như lọc sạch dơ bẩn, chỉ cần dùng ta một giọt máu, vậy ta có thể giúp các ngươi. Vũ Khanh Tâm mặt đẹp mang vẻ ngưng trọng, nói, Diệp Thần đại ca, người tốt nhất cùng ta đi một chuyến nơi ô uế xem, một tháng trước, ở kiếm vẫn thâm uyên bên trong, có một thanh kiếm rơi xuống, để cho vậy nơi ô uế đổi được càng cuồng bạo hỗn loạn, tình huống chỉ sợ không tốt lắm xử lý. Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái, nói có một thanh kiếm rơi xuống. Trong đầu nghĩ, chẳng lẽ Tu La kiếm rơi vào nơi đây? Nếu quả thật như vậy, vậy thì thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không uổng thời gian. Diệp Thần luôn muốn tìm Tu La kiếm, để cho luân hồi thiên kiếm kiếm hồn khôi phục nguyên vẹn, nhưng Tu La kiếm đánh rơi đến địa phương nào, hắn cũng không biết. Bây giờ nghe Vũ Khanh Tâm mà nói, vậy đánh mất ở nơi ô uế bên trong kiếm, rất có thể chính là Tu La kiếm. Vũ Khanh Tâm nói, đúng vậy, người trước cùng ta lại xem. Vừa nói, Vũ Khanh Tâm kéo Diệp Thần tay, dọc theo thần anh cây rễ cây, một đường đi về phía trước. Cái này thần anh cây to lớn nguy nga, rễ cây vậy là đặc biệt to, chôn ở trong bùn đất, một mực kéo dài, lại là kéo dài phân bố toàn bộ thần anh giới. Cái này phiến thần anh giới, cũng là do thần anh cây dưới sự che chở. Diệp Thần ở Vũ Khanh Tâm dưới sự hướng dẫn, dọc theo rễ cây một đường đi, dần dần đi mười mấy dặm, chung quanh dần dần đổi được vắng lặng hẻo lánh, cây kia cây vậy là bình thường màu sắc, đổi được cho đen, phủ đầy dơ bẩn hơi thở. Cuối cùng, hai người đi tới một vùng núi hoang trước. Núi hoang miệng núi bên trong, có mấy cái mặc trước khôi giáp Vũ Linh tộc nữ chiến sĩ, ở trấn thủ. Mấy cái này nữ chiến sĩ, vóc người phá lệ bốc lửa, cơ thể cũng không xem phổ thông Vũ Linh tộc như vậy mềm yếu, mà là tràn đầy một loại ngỗ ngược khỏe đẹp. Thánh nữ đại nhân,
Vậy mấy cái nữ chiến sĩ, thấy Vũ Khanh Tâm tới, lập tức thi lễ. Lúc đầu Vũ Khanh Tâm, chính là Vũ Linh tộc thánh nữ. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên, nhìn nhiều Vũ Khanh Tâm hai mắt. Vũ Khanh Tâm nhìn về phía núi hoang chỗ sâu, nhưng gặp núi hoang bên trong, hắc vụ vần quanh, chướng khí đền bù, quỷ bí cổ quái mùi thúi xông thẳng tới chân trời, trong núi mơ hồ truyền tới từng cơn quái vật gầm thét, làm người ta sợ hãi. Nơi này, chính là thần anh giới nơi ộ uế. Vũ Khanh Tâm hỏi, gần đây thế nào, nơi ộ uế bên trong ma thần, nhưng có làm loạn dấu hiệu. Một cái nữ chiến sĩ nói, kiếm vẫn thâm uyên bất ngờ rơi mất một thanh kiếm xuống, những cái kia ma thần bạo động được lợi hại hơn, nếu như lại không đem dơ bẩn lọc sạch hết, chỉ sợ chúng ta toàn bộ thần anh giới, đều có bị tiêu diệt nguy hiểm. Vũ Khanh Tâm nói, không cần lo lắng, ta đã mời Luân Hồi Chi Chủ tới đây, hắn chính là Luân Hồi Chi Chủ. Vừa nói vén lên Diệp Thần tay. Vậy mấy cái nữ chiến sĩ kinh hãi, cẩn thận cảm ứng, quả nhiên ở Diệp Thần trên mình, bắt được Luân Hồi hơi thở. Các nàng lật đật quỳ xuống, cùng kêu lên, bái kiến Luân Hồi Chi Chủ. Diệp Thần đem các nàng đỡ dậy, nói, không cần đa lễ. Hắn ánh mắt nhìn về núi hoang chỗ sâu, muốn bắt Tu La kiếm hơi thở, nhưng cái này phiến nơi ộ uế, sát khí quá nặng, che giấu hết thảy kiếm khí dấu vết, hắn vậy không bắt được Tu La kiếm tồn tại. Vũ Khanh Tâm nói, Diệp Thần đại ca, ta nghe nói Luân Hồi quy luật, bao trùm chư thiên, có thể lọc sạch hết thảy dơ bẩn. Ngươi xem chỗ này dơ bẩn sát khí, ngươi có thể lọc sạch hết. Diệp Thần ngắm nhìn núi hoang, thấy trong núi một phiến phiến đậm đà chướng khí cùng đục ngầu, trong mắt cũng là hơi lộ ra vẻ ngưng trọng, nói ta muốn đi vào xem nói sau. Vũ Khanh Tâm gật gật đầu nói, ừ, ta cùng ngươi cùng nhau đi vào, cái này phiến nơi ộ uế, bởi vì hàng năm sát khí nghiêm trọng, đã tư sinh ra đại lượng ma thần quái vật, vô cùng nguy hiểm. Ma thần là không không lúc nào không bốn đại thần tộc một trong, cấp thấp nhất ma thần, giống như con giòi vậy ác chọc vặn vẹo, là từ sát khí cùng dơ bẩn bên trong tư sinh ra, là vô cùng hôi thối quái vật, chỉ biết là giết hại. Đẳng cấp cao ma thần, chính là cần phải ma đạo quy luật mà sống, tu luyện mạnh mẽ sau đó, có thể ra đời trí khôn, hùng phách thiên, cực kỳ cường hãn. Cái này phiến dơ bẩn đất ma thần quái vật, hiển nhiên là cấp thấp tồn tại. Nhưng, dù vậy, dẫu sao là ẩn chứa không không lúc nào không phép tắc quái vật, đối thế giới hiện thật người mà nói, tự nhiên cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Vũ Khanh Tâm mang Diệp Thần, cùng bước vào núi hoang bên trong đi, hai người mới vừa tiến vào, trong rừng cây liền lao ra một cái vặn vẹo rắn khổng lồ, gào thét hướng hai người đạp chết tới. Phá! Diệp Thần lanh tay lẹ mắt, cong ngón tay bắn ra, một món mạnh mẽ kiếm khí bạo giết xuống, nhất thời liền đánh xuyên vậy rắn khổng lồ quái vật thân thể. Vậy rắn khổng lồ quái vật bi hống một tiếng, hóa thành hắc khí tiêu tán. Diệp Thần thương thế đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa hắn tinh tu Trảm Thiên Cửu Kiếm, đã luyện đến kiếm thứ 5 bước, mọi cử động có thể bùng nổ nghịch thiên kiếm khí, chém địch giết người. Diệp Thần đại ca, người thật là lợi hại. Vũ Khanh Tâm cảm nhận được liền Diệp Thần cường hãn, cũng là không khỏi được khen ngợi, mắt đẹp bên trong sông lên vẻ mừng rỡ. Có Diệp Thần ở đây, xem ra lọc sạch dơ bẩn có hy vọng. Diệp Thần thần sắc hơi chăm chú, cẩn thận cảm ứng bốn phía hơi thở. Hắn hiện tại bước chân vào nơi ộ uế, rốt cuộc ở vô số hỗn loạn đục ngầu sát khí bên trong, bắt được một chút quen thuộc kiếm khí. Đó chính là Tu La kiếm kiếm khí. Tu La kiếm, quả nhiên đánh mất tới đây. Rất tốt, xem ra Tu La kiếm quả nhiên ở chỗ này. Diệp Thần vui vẻ nói. Vũ Khanh Tâm nói, cái gì Tu La kiếm? Diệp Thần nói, chính là từ ngoại giới rớt xuống kiếm, thanh kiếm kia, chính là ta cần muốn tìm. Vũ Khanh Tâm ngạc nhiên nói, phải không? Diệp Thần trầm ngâm một hồi, nói Tu La kiếm đánh mất, để cho cái này phiến nơi ộ uế, sát khí bạo động kịch liệt, muốn lọc sạch hết sát khí dơ bẩn nói, chúng ta trước hết tìm được Tu La kiếm, ngươi cùng ta tới. Nói xong, Diệp Thần liền kéo Vũ Khanh Tâm tay, đi về phía trước vào. Hắn trong loáng thoáng, đã bắt được Tu La kiếm hơi thở, hôm nay phong tỏa vị trí, chỉ cần không phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa mà nói, Tu La kiếm chính là hắn. Vũ Khanh Tâm thấy lọc sạch dơ bẩn có hy vọng, trong lòng cũng là vui sướng, đi theo Diệp Thần tiến về phía trước. Nhưng mà, ở nơi này phía nơi ộ uế bên trong, ma thần quái vật số lượng vô cùng nhiều, cho dù lấy Diệp Thần tu vi, cũng là cất bước duy gian.
hắn cách Tu La kiếm sở tại, bất quá hơn 10 dặm xa, nhưng chính là điểm này khoảng cách, nhưng đi ước chừng một ngày đều không đi tới. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, Diệp Thần chỉ được rồi một nửa chặng đường. Sau khi trời tối, lại không thể lại đi tới, bởi vì ban đêm ma thần quái vật, hơi thở sẽ thành được hơn nữa nóng nảy mạnh mẽ. Diệp Thần và Vũ Khanh Tâm, liền ở sâm trong rừng một phiến đất trống bên trong, an nghỉ xuống. Diệp Thần thi triển thiên tiên cá chép sao, đem chung quanh chướng khí lọc sạch hết, mở ra ra một phiến thiên đường, để cho mình và Vũ Khanh Tâm có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Thiên đường ra, là từng trận lạnh lẽo nhân tâm tỳ quái vật tiếng gào thét. Diệp Thần ngồi xếp bằng, yên lặng điều tức. Vũ Khanh Tâm vậy là dựa vào ở một cây đại thụ hạ nghỉ ngơi. Diệp Thần nhớ tới quá thần an nguy, hỏi bỏ đời tuyệt cảnh hồn điển tôn vương Tiêu Mục nói, bỏ đời tuyệt cảnh vậy một đỉnh mở ra sao? Dưới mắt ta thực lực tăng trưởng rất nhiều, cũng có thể đối kháng. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, Tiêu Mục mở miệng nói, cấm chế đã giãn ra, sợ rằng phải không được bao lâu ngươi liền có thể đối mặt tên kia, bất quá đối phương không đơn giản, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ừ, Diệp Thần nhàn nhạt nói, hôm nay hắn thực lực hoành đẩy thiên huyền cảnh vô địch, chắc hẳn cũng sẽ không quá mức khó giải quyết. Bất quá bỏ đời tuyệt cảnh đều là thiên đạo không cách nào giết chết tồn tại, cũng không thể nhỏ coi. Hai người đang nghỉ ngơi lúc đó, chợt nghe hống đích một tiếng gầm thét, một đầu vô cùng to lớn quái vật hình người, xông phá rừng rậm, hướng hai người đạp chết tới. Là cự ma thần. Vũ Khanh Tâm phát ra một tiếng thét chói tai, quái vật hình người kia, chừng mười mấy mét cao, thân hình to lớn, bắp thịt nổ, da phơi bầy cổ đồng màu sắc, con ngươi nhưng là đỏ tươi, ở trong đêm tối lóng lánh hung mang. Loại quái vật này, tên là cự ma thần, so với thông thường sơ đẳng quái vật, cự ma thần đã có một chút linh thức. Luân hồi, địch nhân vĩnh hằng, ma kẻ địch của Thượng Đế, tìm được ngươi. Đầu kia cự ma thần, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong miệng phát ra khàn khàn khó nghe tiếng gào, lại có thể ói tiếng người. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, chỉ gặp vậy cự ma thần, giống như man nghiêu người điên vậy bạo xông lên tới, to lớn quả đấm, hung hăng hướng đầu hắn bạo đập xuống. Đại hoang không kinh, đại hoang thiên lão chỉ. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, lập tức sử dụng đại hoang không kinh bên trong võ học thần thông, đại hoang thiên lão chỉ. Trong thoáng chốc, một cổ khoáng đạt, già nua, hoang cổ, đen trắng hỗn tạp hơi thở, từ Diệp Thần trên ngón tay bạo dũng ra. Một cây cự đại bóng ngón tay, từ trên trời hạ xuống, giống như là thần ma hàng giận vậy, mang vô cùng hung mãnh uy áp, hung hăng hướng vậy cự ma thần đâm đi. Phốc! Diệp Thần chỉ một cái đâm xuống, to lớn bóng ngón tay, chỉ là nhất kích, liền đâm xuyên đổ sộ ma thần thân thể. Cự ma thần ngẩn ngơ, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Nó hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Thần võ lực cường hãn như vậy, lại có thể chỉ là một ngón tay, là có thể đem nó đâm chết. Luân hồi, nguyên thủy ma chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi và thân độ Uyển Nhi, ngươi và cái đó tội nữ, đều phải chết, các ngươi đều phải chết. Cự ma thần trong cổ họng, phát ra trầm thấp mà bi phẫn thanh âm, cuối cùng tan vỡ chết đi, hóa thành hắc khí tiêu tán. Diệp Thần sắc mặt một hồi ngưng trọng. Trong đầu nghĩ, nguyên thủy ma chủ là ai? Là đời trước phụ yêu vương. Đầu này cự ma, là cần phải nguyên thủy ma đạo mà sống. Hoảng hốt tới giữa, Diệp Thần bắt được từng cơn thiên cơ, nhưng sương mù dày đặc quá nồng dày, cũng không thể tuyệt đối nhìn thấu. Vậy cự ma thần trước khi chết nhắc tới nguyên thủy ma chủ, rất có thể chính là đời trước phụ yêu vương. Thân độ Uyển Nhi tương lai thân, chính là chém giết đời trước phụ yêu vương, mới có thể cướp lấy. Trở thành mới Vu Yêu lão tổ, chí tôn ma chủ, ở trên danh nghĩa thống ngự toàn bộ ma thần tộc. Ở giữa thiên địa, có tương lai người, chỉ có bốn người, thân độ Uyển Nhi chính là một. Theo thân độ Uyển Nhi tương lai thân nói, đời trước Vu Yêu vương, cũng chưa chết thấu, còn sót lại ý chí, bay lượn ở giữa trời đất. Thậm chí, đời trước Vu Yêu vương bộ hạ cũ cửa, không hề phục thân độ Uyển Nhi, thậm chí muốn đem đời trước Vu Yêu vương sống lại. Diệp Thần mơ hồ tới giữa, đánh hơi được một chút nguy cơ cùng vòng xoáy hơi thở. Dừng một chút, Diệp Thần lắc đầu một cái, từ bỏ hết tạp niệm của nội tâm. Bất kể như thế nào, hiện tại trọng yếu nhất, chính là tìm Tu La kiếm, để cho luân hồi thiên kiếm khôi phục nguyên vẹn. Vũ Khanh Tâm thấy Diệp Thần chỉ một cái đâm chết cự ma thần, trong lòng lại là bội phục, trong mắt ý sùng bái sâu hơn. Ban đêm thời gian kế tiếp,
cũng không có ma thần quái vật, lại tới tập kích hai người. Rất có thể, Diệp Thần luân hồi hơi thở, để cho những cái kia ma thần quái vật, vậy bắt được nguy hiểm, căn bản không có ai còn dám đến gần. Diệp Thần an ổn nghỉ ngơi, dự định chờ ngày mai trời sáng, lại xuất phát đi tìm Tu La Kiếm. Ước chừng 5 giờ sau này, Diệp Thần kết thúc trạng thái tu luyện, tỉnh hồn lại, nhưng phát hiện sắc trời vẫn là một phiến đen nhánh, không có trời sáng dấu hiệu. Ồ! Diệp Thần một hồi ngạc nhiên. Vũ Khanh Tâm vậy tỉnh, nhìn đen nhánh một mảnh bầu trời, nàng vậy cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Theo lý mà nói, hiện tại hẳn trời đã sáng, mặt trời sẽ cho thấy quang minh, nhưng hai người cũng không nhìn thấy bất kỳ quang minh. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có thể thấy vậy thiên đế kim luân đường danh, nhưng là không rõ ràng đen nhánh hình dáng. Vũ Khanh Tâm ngạc nhiên nói, kỳ quái, làm sao thiên đế kim luân còn không tách thả ra quang minh. Cái này cao nhất thần khí, mỗi ngày ở quang minh cùng trong bóng tối lưu chuyển, âm dương ngày đêm thay nhau, liền như vĩnh hằng quy luật vậy, trước kia mỗi ngày lúc này, hẳn trời đã sáng à. Diệp Thần yên lặng, mơ hồ cảm thấy bất an. Hai người lại đợi hai tiếng, thiên đế kim luân còn không tách thả ra quang minh, thiên địa vẫn là một phiến đen nhánh hình dáng. Sau đó lại là một canh giờ trôi qua, thật dày màn đêm như cũ bao phủ mặt đất, không gặp có quang minh dâng lên dấu hiệu. Diệp Thần cùng Vũ Khanh Tâm hai người, kinh ngạc mà không an. Phương xa Vũ Linh tộc bộ lạc trong rừng rậm, rất nhiều Vũ Linh tộc cô gái tỉnh lại, thấy thiên đế kim luân bóng tối hình dáng, tất cả mọi người đều sợ hãi kinh hãi, chỉ lấy là ngày tận thế hạ xuống, rất nhiều người quỳ xuống đất khấn cầu liền đứng lên. Núi hoang dơ bẩn bên trong, thiên đế kim luân hắc ám, không hôm nay ngày, vậy rất nhiều ma thần quái vật, lại là kịch liệt sao động lên, phát ra từng cơn nhọn quái khiếu thanh. Xem ra thiên sẽ không sáng. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, bấm ngón tay suy tính dưới, mơ hồ bắt được cực kỳ đáng sợ thiên cơ. Hắn có thể cảm giác được, cái này thiên đế kim luân bản thể, sinh ra một loại đáng sợ dị biến. Thần anh giới thiên đế kim luân, chỉ là một hình chiếu, bản thể phát sinh dị biến, cái này hình chiếu, tự nhiên sẽ không lại sáng lên. Vũ Khanh Tâm nhất thời hoảng hồn, nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu như không có thiên đế kim luân che chở, cũng không cần cùng dơ bẩn sát khí bùng nổ, thần anh giới liền muốn tiêu diệt, bên ngoài nhưng mà kiếm vẫn thâm uyên vô tận kiếm khí. Thần anh giới chỗ kiếm vẫn thâm uyên bên trong, hoàn cảnh cực đoan tồi tệ, bên ngoài là vực sâu phế tích, khắp nơi đều là kiếm gãy tàn niệm. Nếu như không có thiên đế kim luân bảo vệ, Vũ Khanh Tâm cũng không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì không. Suy suy suy, nàng lời nói mới vừa rơi xuống. Bỗng nhiên màn trời đen nhánh trên, thì có vạn đạo kiếm khí, như thác vải vậy bạo giết xuống. Vậy chính là tới từ kiếm vẫn thâm uyên tàn niệm kiếm khí. Thiên đế kim luân không có tách thả ra quang minh, thần anh giới bảo vệ trở nên yếu, lại có thể lập tức liền gặp phải kiếm vẫn thâm uyên sát phạt. Vậy vạn đạo kiếm khí, bạo rơi vào trên vùng đất, đem mặt đất bản khối cũng đánh xuyên, trăm ngàn xích cao nham thạch nóng chảy phun ra ngoài. Vậy thật nhiều kiếm khí. Hướng Diệp Thần cùng Vũ Khanh Tâm chém chết tới. Nguyện vọng thiên tinh, ngự. Diệp Thần thúc giục nguyện vọng thiên tinh, đem những kiếm khí kia ngăn trở, lại rút ra luân hồi thiên kiếm, ngưng thần phòng bị, hướng Vũ Khanh Tâm nói, bất kể như thế nào, trước giúp ta tìm đến Tu La Kiếm nói sau. Nếu như thiên đế kim luân, lại cũng không thể khôi phục quang minh, các ngươi Vũ Linh tộc, rời nhà đến ta lãnh địa là được, ta có thể cho các ngươi một cái gia viên. Diệp Thần lãnh địa. Có luân hồi thiên giới, tinh nguyệt giới, sinh tử vực, thương hải giới vân. Vân, muốn an trí Vũ Linh tộc mà nói, vẫn là dễ như trở bàn tay. Vũ Khanh Tâm thoáng an ổn, nói, đa tạ ngươi, Diệp Thần đại ca. Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức mang Vũ Khanh Tâm đi về phía trước. Hiện tại thiên đế kim luân, xảy ra không thể dự đoán biến cố to lớn, Diệp Thần cũng không biết là gì sao, hắn chỉ muốn mau sớm đoạt lại Tu La Kiếm. Càng đến gần Tu La Kiếm, Diệp Thần càng cảm nhận được Tu La Kiếm hồn ác liệt hơi thở. Rốt cuộc, Diệp Thần thấy được một tôn cự ma thần. Vậy cự ma thần thủ bên trong, cố chấp một cái vết máu loang lổ trường kiếm, chính là Tu La Kiếm. Diệp Thần thấy vậy Tu La Kiếm, nhất thời vui mừng quá đổi. Vậy cự ma thần cầm Tu La Kiếm, trong mắt sao động bất an, ở lãnh địa mình trên tuần tra, làm cảm thấy được Diệp Thần đến, vậy đồ sộ ma thần trong tròng mắt. Nhất thời hiện ra cảnh giác sát khí.
Diệp thần thấy vậy cự ma thần, nhưng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, à một tiếng thét kinh hãi. Vậy đồ sộ ma thần ngũ quan bên ngoài, nhìn như hết sức quen thuộc. Lại là Cổ Huyền Phong cháu trai, Tiên Hồ Tông đệ tử, Cổ Phong Vũ. Cổ Phong Vũ, là ngươi. Diệp thần ngơ ngác nhìn Cổ Phong Vũ, tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại có thể biến thành một tôn cự ma thần. Trước đây, Vũ Hoàng Cổ Đế đột ngột hạ xuống, đáng sợ kia người chết mặt, đem Cổ Phong Vũ hủ được tinh thần tan vỡ. Về sau hắc động nổ lớn, Diệp thần hôn mê đi, cũng không biết Cổ Phong Vũ có hay không bị nổ chết. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Cổ Phong Vũ lại có thể ngay tại thần anh giới dơ bẩn địa lý, thậm chí biến thành một tôn ma thần quái vật. Hống! Cổ Phong Vũ gầm thét một tiếng, ma thần dưới trạng thái hắn, căn bản không nhận biết Diệp thần, thấy Diệp thần bước vào hắn lãnh địa, lập tức nâng kiếm liều chết xông tới. Hắc đế thủy hoàng chém. Cổ Phong Vũ cuồng như vậy chợt quát, một kiếm biểu chém ra, thi triển ra Tiên Hồ Tông độc môn kiếm pháp, một cổ hắc triều vậy kiếm khí, hung hãn hướng Diệp thần gào thét tới. Cổ huynh, là ta, ngươi không nhận được ta sao? Diệp thần khẽ cắn răng. Vội vàng giơ lên luân hồi thiên kiếm, chống đỡ ở Cổ Phong Vũ nhất kích, lại bị chấn động thuận lợi cánh tay tê dại, liên tiếp lui về phía sau. Cổ Phong Vũ vốn chính là thiên huyền cảnh đỉnh cấp cao thủ, giờ phút này hóa thành cự ma thần, thực lực đã đạt đến tiên quân cảnh giới, xa so trước kia lợi hại. Diệp thần dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng bị đẩy lui. Vũ Khanh Tâm ở Cổ Phong Vũ mãnh liệt kiếm khí gào thét hạ, cũng là ai yêu một tiếng thét kinh hãi. Cánh hoa kia bện thành yếm, cũng thiếu chút nữa bị xé. Luân hồi, ngươi, là địch nhân vĩnh hằng. Ngươi, là nguyên thủy ma kẻ địch của Thượng Đế. Cổ Phong Vũ trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng gào, dậm chân cầm kiếm lần nữa hướng Diệp thần mãnh chém đi. Hắn trong miệng nói lời nói, cùng Diệp thần trước đây đụng phải đầu kia cự ma thần, cơ hồ là giống nhau như đúc, đều ở đây nói Diệp thần là địch nhân vĩnh hằng, là nguyên thủy ma kẻ địch của Thượng Đế. Cảm nhận được Cổ Phong Vũ mãnh liệt kiếm thế, Diệp thần hít sâu một hơi, vậy là không dám lại khinh thường chút nào. Kiếm 4, Đại Hạ Long Tước. Diệp thần nắm chặt luân hồi thiên kiếm, một kiếm giết ra, thi triển Đại Hạ Long Tước. Nhất thời, huy hoàng, nóng rực, nóng bỏng Long Tước kiếm khí, chính là hướng Cổ Phong Vũ chém tới. Cùng lúc đó, huyết long gầm thét một tiếng, vậy từ Diệp thần trong cơ thể đi ra, quanh quẩn ở hắn trên cánh tay. Diệp thần như có thần giúp, lực lượng chợt tăng, kiếm thế càng bằng bạc, vậy Đại Hạ Long Tước kiếm khí, cũng đúng lúc khắc chế ma khí. Cổ Phong Vũ cự ma thần thân thể, ở Diệp thần kiếm khí dưới sự xung kích, liên tiếp lui về phía sau, tựa hồ không dám tin tưởng Diệp thần lực lượng, lại có thể như vậy khổng lồ. Sóng lớn ngút trời. Cổ Phong Vũ cũng không cam sa sút, Tiên Hồ Tông thần thông mở ra, chư thiên hơi nước hội tụ thành sóng lớn. Lại huyễn hóa ra tất cả răng lớn cuồng xa, ùn ùn kéo đến đạp chết hướng Diệp thần. Diệp thần ở huyết long dưới bảo vệ, gắng sức đánh trả. Hai bên toàn lực tương bác, tạm thời tới giữa, khó phân cao thấp. Tu La kiếm ở Cổ Phong Vũ trong tay, tựa hồ đổi được so với trước kia lợi hại một ít, tràn ra một cổ vô cùng là quỷ bí ma thần ý chí, kiếm khí lực sát thương hết sức lợi hại. Nếu như không phải là bởi vì cái này cầm Tu La kiếm, Diệp thần đã sớm có thể đánh bại hắn. Hai người kịch liệt đánh nhau tới giữa, đột nhiên một đạo cầu vồng vậy kiếm khí, từ 9 tầng trời vũ trụ trong hư không chém xuống, phốc xích một tiếng, chém ở Cổ Phong Vũ trên người, chém ra một cái sâu đậm vết thương, máu tươi văng tung tóe. Cổ Phong Vũ một tiếng thống khổ gầm thét, bước chân lui về phía sau. Diệp thần thấy vậy, lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn trời một cái không. Mơ hồ tới giữa. Hắn thấy được một đạo cổ xưa ác liệt kiếm ảnh, đó là Vô Hồng Thần Kiếm kiếm ảnh. Vô Hồng Thần Kiếm, là Hồng Quân lão tổ binh khí, năm đó đúc nên thời điểm, mũi nhọn cực kỳ ác liệt, tức liền đến ngày hôm nay, kiếm vẫn thâm uyên bên trong, vậy lưu lại một chút Vô Hồng Thần Kiếm nhất đỉnh cấp lúc mũi nhọn. Vậy một chút mũi nhọn, hòa lẫn Vô Hồng Thần Kiếm sát phạt, Tử Hoàng Tiên Cung khí vận, đạo đức thiên tôn uy nghiêm, Hồng Quân lão tổ ý chí. Cho nên phá lệ khủng bố, đủ để ung dung chém chết tiên quân. Đây cũng là kiếm vẫn thâm uyên bên trong, kinh khủng nhất kiếm khí lưu lại. Cổ Phong Vũ đột nhiên gặp mãnh liệt như vậy kiếm chém, nếu như không phải là hắn có Tu La kiếm hộ thể, sợ rằng sớm đã chết. Nhưng may là như vậy, hắn cũng là tại chỗ trọng thương. Tốt cơ hội.
Diệp Thần ánh mắt sáng lên, thừa dịp này cơ hội, lập tức thi triển thiên tiên cá chép sao, một đạo màu trắng bạc thánh quang chói lọi, đem cổ phong vũ bao phủ ở. Thiên tiên cá chép sao, cho ta lọc sạch. Diệp Thần quát to một tiếng, cá chép chói lọi chiếu sáng, tẩy âm tà. Cổ phong vũ dưới trọng thương, căn bản không cách nào kháng ngự. Trên người hắn ma khí, rất nhanh liền bị Diệp Thần rửa sạch, từ một tôn cự ma thần, khôi phục hồi vốn là hình người hình dáng, trong tay tu la kiếm vậy loảng xoảng một tiếng, rớt xuống đất. Diệp Thần lanh tay lẹ mắt, bàn tay cách không một chảo, liền đem vậy tu la kiếm bắt ở trong tay. Diệp Thần đại ca, cổ phong vũ ma khí rửa sạch, tỉnh hồn lại, ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Suy suy suy, lúc này, thần anh giới các nơi, cũng gặp phải kiếm vẫn thâm uyên kiếm khí sát phạt, ngàn vạn kiếm khí như sao rơi bạo rơi mặt đất, đem sơn hà rừng rậm cũng tồi hủy thành phế tích, ở vĩnh hằng trong đêm tối lộ vẻ được đặc biệt nguy nga, thậm chí mang một chút ngày tận thế thêm mỹ. Chỉ có vũ linh tộc ở cư trú bộ lạc, dựa vào bảo vệ đại trận, tạm thời có thể giữ hoàn hảo, nhưng không có thiên đế kim luân bảo vệ, phỏng đoán vậy chống đỡ không được bao lâu. Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta đi. Diệp Thần nhìn xem cổ phong vũ, lại nhìn xem vũ khanh tâm, liền muốn lập tức rời đi. Trừ phi kiếm vẫn thâm uyên sát phạt bên ngoài, cái này vùng núi hoang dơ bẩn vậy đặc biệt không an toàn. Mất đi thiên đế kim luân quang minh, rất nhiều ma thần quái vật bạo động, nếu như không đi nữa, coi như không bị vực sâu kiếm khí giết chết, cũng phải bị vô số quái vật xé nát hết. Lập tức, Diệp Thần một tay ôm vũ khanh tâm, một nắm tay cổ phong vũ, liền chuẩn bị trước trở lại vũ linh tộc bộ lạc. Nhưng mà, Diệp Thần mới vừa đi ra không hai bước, hắn khó hiểu liền cảm thấy một chút nguy hiểm to lớn, cả người thật giống như đột nhiên bị người tạt một chậu nước lạnh, da đầu tê dại, cơ thể sinh lạnh. Hắn như căng thẳng cung tên vậy, bước chân vèo đích một tiếng, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Thế nhưng cổ nguy hiểm to lớn cảm, như cũng như phụ cốt thư vậy đuổi giết tới. Không tốt, đầu muốn hết. Diệp Lâm Uyên, sát tâm vô ngân. Diệp Thần con người kịch liệt co rúc lại, cơ hồ là ngay tức thì, cũng biết là Diệp Lâm Uyên ở tập sát hắn. Mặc dù hắn không thấy được Diệp Lâm Uyên bóng người, vậy không bắt được bất kỳ sát khí, nhưng bằng vào luân hồi huyết mạch bén nhạy cảm ứng, hắn rõ ràng đoán được tất cả. Diệp Thần cổ, lạnh buốt, ở ngàn một phần vạn sát na trong thời gian, hắn cảm thấy có một thanh kiếm, phải đem đầu hắn, từ trên cổ chém xuống. Đúng như ban đầu cổ Huyền Phong, bị im hơi lặng tiếng chém rớt đầu vậy. Đây là Diệp Lâm Uyên thủ đoạn. Chanh! Ngay tại Diệp Thần lấy vì mình chết chắc thời điểm, hắn tay trái trên ngón tay quấn quanh một cái sợi tóc, toát ra chói mắt thanh quang. Đó là Nhâm Thiên Nữ tặng cho hắn tơ tình. Điều này tơ tình, thanh quang tách thả ra, tạo thành một màn hào quang, đem Diệp Thần bảo vệ được. Một đạo quỷ thần khó lường kiếm khí, chém ở trên vòng bảo vệ. Vòng bảo vệ tranh như vậy tan vỡ đồng thời, kiếm khí kia năng lượng, vậy toàn bộ tán loạn đi. Diệp Thần trên ngón tay tơ tình, vậy cắt đứt, hóa thành cho tàn. Thiên Nữ tỷ tỷ. Diệp Thần thấy tơ tình hóa thành cho, tim vô hình kịch liệt rút ra đau đớn một tí, ngũ quan vặn vẹo, một cổ trước đó chưa từng có khổ sở cùng chua xót, còn có tức giận, xông lên đầu, cả người run rẩy, tu la kiếm rớt xuống đất. Tơ tình, Nhâm Thiên Nữ tơ tình. Đáng chết, người phụ nữ kia, thật thích lên ngươi. Một đạo tức giận tiếng gầm gừ vang lên. Chỉ gặp đen nhánh bầu trời bên trong, hạ xuống hạ một đạo thân ảnh, đó chính là Diệp Lâm Uyên. Hắn thua ở Nhâm Phi Phàm dưới quyền sau đó, vứt tu la kiếm, nhưng cũng không có rời đi, mà là một mực ẩn núp ở trong bóng tối, tìm cơ hội. Nhưng thiên đế kim luân quang minh tản đi, hắn bắt được thiên cơ, biết được Diệp Thần chỗ, trực tiếp một kiếm tập sát. Nhưng Diệp Thần trên ngón tay tơ tình, nhưng là cứu hắn một mạng. Nếu như không có điều này tơ tình, Diệp Thần rất có thể phải chết. Dẫu sao, Diệp Lâm Uyên nhưng mà chính xác tiên đế cấp bậc cao thủ, cường giả loại này, cho dù thả vào thái thượng thế giới, cũng có thể bước lên hàng đầu. Diệp Lâm Uyên, quả nhiên là ngươi. Diệp Thần nhìn trên trời Diệp Lâm Uyên, vô cùng tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm hắn bóng người, sử dụng nhân hoàng thánh đao. Diệp Lâm Uyên thấy được nhân hoàng thánh đao, trong ánh mắt cũng là lộ ra vô cùng phòng bị cảnh giác thần sắc, quát lên. Ngươi muốn rút ra đao, không cái này cơ hội. Thiên nữ tơ tình, có thể bảo vệ ngươi một lần, không bảo vệ được ngươi lần thứ hai. Chết đi cho ta. Trảm thiên cửu kiếm,
Thánh Vương Phách Giả. Nhân Hoàng Thánh Đao chính là vô vô thần khí, tam hoàng chí bảo một trong, một khi thân đao ra khỏi vỏ, đủ để coi thường cảnh giới chênh lệch, có nghịch chuyển thực tế hết thảy phép tắc có thể. Cho nên, Diệp Lâm Uyên tuyệt đối không thể cho Diệp Thần rút ra đao cơ hội. Một khi Diệp Thần rút ra đao, chiến cuộc đem có thể nghịch chuyển. Tức giận dưới, Diệp Lâm Uyên sử xuất Trảm Thiên Cửu Kiếm bên trong kiếm thứ 6, Thánh Vương Phách Giả. Một kiếm này, so với quỷ thần khó lường Sát Tâm Vô Ngân, thì muốn bàng bạc mênh mông rất nhiều, kiếm khí vừa ra, giống như là Thánh Vương hạ xuống, Phách Giả uy chấn hoàn vũ, vô địch thiên hạ. Ở Diệp Lâm Uyên kiếm khí uy bách hạ, Diệp Thần cảm thấy hô hấp nghẹt thở, cả người xương cũng mau cắt đứt, bàn tay hắn nắm thật chặt cán đao, chuẩn bị liều chết rút ra đao. Nhưng mà lúc này, cũng không ai từng ngờ tới chuyện xảy ra. Nguyên bản bóng tối thiên đế Kim Luân, giờ phút này bỗng nhiên toát ra nhức mắt kim quang, khôi phục ánh sáng của mặt trời mang. Thiên đế Kim Luân ánh sáng thả ra ngoài, toàn bộ thần anh thế giới, đều là khôi phục quang minh, nửa đêm bị hoàn toàn khu tan hết, vực sâu kiếm khí toàn bộ làm tan rã, sợ bẩn địa lý tất cả ma thần, đều ngừng gầm thét, thật giống như gặp phải cái gì đáng sợ uy hiếp vậy, tất cả quái vật cũng co rúm, không dám tái phát ra chút nào tiếng thở. Một đạo uy nghiêm, vô địch, như quân vương phách giả vậy bóng người, xuất hiện ở thiên đế Kim Luân phía trên. Lại là Nhâm Phi Phàm. Nhâm tiền bối. Diệp Thần quát to một tiếng, không dám tin tưởng mình ánh mắt, ngơ ngác nhìn Nhâm Phi Phàm bóng người. Ở thiên đế Kim Luân dưới bối cảnh, Nhâm Phi Phàm bóng người, lộ vẻ được vô cùng nhức mắt huy hoàng, mỗi một cái tóc cũng nhộn nhạo kim quang, làm người ta không dám nhìn thẳng. Diệp Lâm Uyên kiếm khí uy thế, hoàn toàn bị Nhâm Phi Phàm khí thế tan rã. Vũ Khanh Tâm vậy ngơ ngác nhìn bầu trời, không nghĩ tới thiên đế Kim Luân sẽ khôi phục quang minh. Diệp Lâm Uyên lại là phát ra một tiếng thét chói tai, khó tin nói, Nhâm Phi Phàm, là ngươi. Ngươi tại sao còn không chết? Ngươi không phải bị Vũ Hoàng Cổ Đế, đánh rất đến không không lúc nào không trong sao? Bầu trời bên trong, Nhâm Phi Phàm nghe Diệp Lâm Uyên thét chói tai, nhướng mày một cái, trong tròng mắt lộ ra thần sắc khinh thường. Rồi sau đó, Nhâm Phi Phàm từ vậy thiên đế Kim Luân trên, hạ xuống. Không, chính xác mà nói, là hắn mang toàn bộ thiên đế Kim Luân, đáp xuống. Thiên đế Kim Luân giống như thành pháp bảo của hắn, giống như là một cái vòng sáng cùng pháp vòng vậy, trôi lơ lửng ở sau ót của hắn. Ở thiên đế Kim Luân chiếu dọi xuống, Nhâm Phi Phàm bóng người, đơn giản là to lớn huy hoàng đến vô địch bước, hơi thở đã vượt qua tiên đế. Nhâm tiền bối, đã chứng đạo không không sao, hắn chấp trưởng thiên đế Kim Luân. Diệp Thần kinh ngạc vô cùng, hắn có thể cảm giác được thời khắc này Nhâm Phi Phàm, thực lực mạnh mẽ hơn trước không chỉ gấp mấy lần, hơi thở mênh mông đến siêu thoát thực tế bước. Thời khắc này Nhâm Phi Phàm, thiên đế Kim Luân thêm thân, giống như là chiếu phá thế gian bóng tối mặt trời, là quang minh hóa thân, là cao nhất thiên thần, là vô địch tồn tại. Diệp Lâm Uyên nhìn Nhâm Phi Phàm sau lưng thiên đế Kim Luân, phát ra càng tiếng kêu chói tai, nói. Thiên đế Kim Luân, ngươi lại có thể chấp trưởng thiên đế Kim Luân, cái này không thể nào. Đây chính là bốn lớn cao nhất thần khí một trong, tán thần nhất tộc cao nhất thần khí à. Ngươi làm sao có thể chấp trưởng? Ngươi ở không không lúc nào không bên trong, rốt cuộc trải qua cái gì? Nhâm Phi Phàm nghe Diệp Lâm Uyên liên tiếp gầm to, nhưng là thần sắc bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt nói. Rên gì đi, hôm nay là ngươi ngày rỗ, Diệp Lâm Uyên. Nhâm Phi Phàm bước ra một bước, thiên đế Kim Luân chấn động, vô địch huy hoàng nhức mắt kim quang, mang chiếu sáng vũ trụ chúng sanh uy nghiêm, cuồn cuộn gào thét ra. Suy, một món kim quang, giống như là mặt trời gay gắt xuyên thấu sương mù vậy, đánh xuyên Diệp Lâm Uyên thân thể. Diệp Lâm Uyên diễn cảm ngưng động chất, trơ mắt nhìn mình thân thể, ở đó một món kim quang đánh xuyên, sau đó tan vỡ nghiền, hình như là một món tuyết động, bị mặt trời hòa tan hết vậy. Chỉ là nhất kích, chỉ là nhất kích. Nhâm Phi Phàm liền đem Diệp Lâm Uyên thân xác, hoàn toàn tiêu diệt. Diệp Lâm Uyên thần hồn, phát ra cực đoan nhọn kêu thảm thiết, chạy khỏi đi ra, đi bầu trời phương xa phi độn đi. Thời khắc này Nhâm Phi Phàm, quá vô địch, chấp trưởng thiên đế Kim Luân, một đạo kim quang soi sáng ra, liền có thể nóng chảy chính xác tiên đế, lợi hại đến ngoại hạng bước. Cho dù Diệp Lâm Uyên, vậy hoàn toàn không địch lại, một chiêu liền phải bị giết. Nếu như không phải là hắn cùng luân hồi, có thiên ti vạn lũ quan hệ,
hắn có thể liền thần hồn đều không cách nào chạy ra khỏi. Tội gì vùng vẫy? Nhâm Phi Phàm giọng lãnh đạm, nhìn Diệp Lâm Uyên thần hồn muốn chạy trốn, hắn trong tròng mắt lướt qua một chút lãnh ý, cong ngón tay bắn ra, thiên đế kim luân thần mang tách thả ra, một đạo kim quang như phi kiếm một vậy, hướng Diệp Lâm Uyên thần hồn bắn tới, phải đem người sau thần hồn, vậy một thể xóa bỏ. Ha ha ha, Nhâm Phi Phàm, người quả nhiên đại nạn không chết. Nhưng vừa lúc đó, một đạo già nua cười tiếng vang lên. Chỉ gặp Vũ Hoàng cổ đế bóng người, vậy từ trên bầu trời hạ xuống, trong tay lơ lửng thiên hoàng cổ trung hư ảnh. Thiên hoàng cổ trung hư ảnh, ngang trời vừa đỡ, đang đích một tiếng, chặn lại Nhâm Phi Phàm thiên đế kim luân chém chết, cứu vãn Diệp Lâm Uyên một cái mạng. Diệp Lâm Uyên kinh hãi rồi sau đó sợ, xoay chuyển ánh mắt, không dám lưu lại nữa, cuốn lên một hồi gió mát, ngự gió phi độn đi. Vũ Hoàng cổ đế hì hì cười lạnh một tiếng, cũng không để ý Diệp Lâm Uyên, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Nhâm Phi Phàm, tiếng cười bên trong mang một chút thê lương bực bội ý. Hắn không có thể một lần hành động đánh tan Nhâm Phi Phàm, mà là đem đối phương đánh rớt đến không không lúc nào không bên trong, lúc ấy thì dự cảm đến phải ra chuyện. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Nhâm Phi Phàm đi một chuyến không không lúc nào không trở lại, lại có thể trực tiếp chấp trưởng thiên đế Kim Luân, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, thiên đế Kim Luân nhưng mà bốn lớn cao nhất thần khí một trong, bàn về uy lực cùng giá trị, thậm chí ở chư thiên hết thảy thần khí cùng pháp bảo bên trên. Có thể nói, thế gian cường đại nhất pháp bảo, thiên đế Kim Luân chính là một cái trong số đó. Vũ Hoàng cổ đế, nhờ phúc của ngươi, ta còn chưa có chết, thậm chí lấy được một chút cơ duyên. Nhâm Phi Phàm ánh mắt như đuốc, nhìn chằm chằm Vũ Hoàng cổ đế, thanh âm lãnh khốc nói. Liền để cho ta xem, ngươi có thể phát huy ra thiên đế Kim Luân nhiều ít lực lượng. Vũ Hoàng cổ đế hừ một tiếng, sử dụng thiên hoàng cổ trung, cổ xưa tiếng chuông du dương vang lên, vô thượng ngâm sướng ở chấn động, sáng mở nhô lên, ngàn vạn đạo thần văn quang chiếu dọi tách thả ra, to lớn thân chuông, lấy che phủ thiên địa uy thế, hung hăng hướng Nhâm Phi Phàm bạo rơi đi. Nhâm Phi Phàm nghiêm nghị không sợ, hai tay bóp một cái Phật Đà vậy ấn quyết, sau lưng thiên đế Kim Luân toát ra một vòng lại một vòng quang vòng, đột nhiên bay ra, hướng thiên hoàng cổ trung nghênh kích đi. Đang, thiên đế Kim Luân cùng thiên hoàng cổ trung, hung hăng va chạm cùng nhau, thế gian không có bất kỳ ngôn ngữ, có thể hình dạng cái này một tí đụng đáng sợ, hết thảy chữ viết cũng lộ vẻ được trắng bệch. Diệp thần chỉ thấy được va chạm đợt khí, bộc phát ra, toàn bộ thần anh giới, lập tức liền tan vỡ vỡ vụn hết. Cho dù kiếm vẫn thâm uyên vô tận kiếm khí sát phạt, đều không thể phá hủy thần anh giới, nhưng ở Nhâm Phi Phàm và Vũ Hoàng cổ đế va chạm hạ, cái thế giới này lập tức tan vỡ nghiền, tất cả đại lộ quy luật đều là phai mờ. Thần anh giới một nghiền, Diệp thần các người lập tức bại lộ ở vực sâu trong hư không mặt, chung quanh một phiến lạnh như băng. Nếu như không phải là có Nhâm Phi Phàm tận lực bảo vệ, mới vừa Diệp thần các người, có thể thì phải ở đó to lớn đáng sợ va chạm nổ bên trong chết. Đó là cao nhất thần khí thiên đế Kim Luân. Cùng Tam Hoàng Chí Bảo đứng đầu Thiên Hoàng Cổ Trung va chạm, là hai vị tu vi vượt qua tiên đế cao cấp cường giả giao phong. Ở nơi này cổ va chạm dưới, Nhâm Phi Phàm và Vũ Hoàng Cổ Đế, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, mỗi người lui về phía sau một khoảng cách, lại là lực lượng tương đương, lưỡng bại câu thương. Đáng chết, Nhâm Phi Phàm, người lại có thể cùng ta chiến thành ngang tay, cái này không thể nào. Ta nhưng mà thế giới hiện thật cùng không không thời không người thứ nhất. Ngươi có cái gì tư cách, có thể cùng ta chiến thành ngang tay? Vũ Hoàng cổ đế giận dữ mà căm giận, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cái kết quả này, hắn đã vận dụng thiên hoàng cổ trung, lại còn không thể giết chết Nhâm Phi Phàm, cuối cùng hai bên chỉ là chiến thành ngang tay thôi. Phải biết, thiên hoàng cổ trung lực lượng, đã siêu thoát thực tế, thế giới hiện thật giết không chết tiên đế cao thủ, nhưng thiên hoàng cổ trung là có thể. Nhâm Phi Phàm bị thương, uy nghiêm không giảm chút nào. Lãnh đạm nói, Vũ Hoàng cổ đế, người muốn ngọc đá cùng vỡ, vậy cứ tiếp tục đánh đi, ta tùy thời phụng bồi, chúng ta cũng đã có giết chết đối phương lực lượng. Thiên đế Kim Luân ánh sáng, ở Nhâm Phi Phàm sau lưng toát ra, chứng minh hắn nói không ngoa. Vũ Hoàng cổ đế trong mắt bên trong, lướt qua vô cùng kiêng kỵ thần sắc, cuối cùng khôi phục bình tĩnh, cười âm hiểm, nói, rất tốt, người đi không không lúc nào không một chuyến, quả nhiên thu hoạch không cạn. Đã có thể giết chết ta lực lượng, nhưng ta hùng cứ vũ hoàng thiên giới, khí vận khoáng đạt vô địch, cùng cuối cùng quyết chiến,
người thắng nhất định là ta, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Dừng một chút, Phú Hoàng Cổ Đế ánh mắt, lại nhìn hướng Diệp Thần, thằng nhóc, cùng Thái Thượng Công Đức chiến bắt đầu, ta Vạn Khư Thần Điện, sẽ ở Tử Hoàng Tiên Cung bên trong chiến trường mặt, đem ngươi chu diệt, ngươi sợ liền không cần đi. Dứt lời, Vũ Hoàng Cổ Đế liền xoay người bay khỏi đi. Diệp Thần biết hắn sau cùng một phen, thật ra thì chính là đe dọa, muốn hù dọa hắn không dám đi tham gia Thái Thượng Công Đức Chiến. Dẫu sao, Thái Thượng Công Đức Chiến, là Tử Hoàng Tiên Cung cử hành, hạng hàng đầu người, có thể lấy được đại công đức khí vận, có thiên đại chỗ tốt. Hiện tại Nhâm Phi Phàm, nghịch thiên quật khởi, luân hồi trận doanh bên này, có to lớn trợ lực, lại có chiến thắng Vạn Khư hy vọng. Luân hồi cùng Vạn Khư tranh đấu, ai thắng ai thua, trừ xem thực lực bên ngoài, còn muốn xem khí vận nội tình tích lũy. Cái này Thái Thượng Công Đức Chiến, chính là lấy được khí vận công đức tốt nhất chiến đấu, Diệp Thần tự nhiên không thể nào bởi vì Vũ Hoàng Cổ Đế đe dọa, cũng không đi tham gia. Nhâm Phi Phàm thấy Vũ Hoàng Cổ Đế đi xa, hừ một tiếng, không hề đuổi theo, sau lưng Thiên Đế Kim Luân chấn động. Từng luồng minh mông kim quang, tràn ra đi. Mới vừa nghiền rơi thần anh giới, địa mạch lại có thể lần nữa khôi phục. Mới thần anh giới, ở vũ trụ vực sâu trong phế tích, lần nữa xuất hiện, sơn hà mặt đất từng cái tái hiện, thần anh cây vậy hoàn hảo không hao tổn khôi phục, liền Thiên Đế Tiên Chỉ cũng khôi phục màu vàng. Diệp Thần, Vũ Khanh Tâm, Cổ Phong Vũ, còn có rất nhiều vũ linh tộc bọn nữ tử, ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn về phía Nhâm Phi Phàm ánh mắt, liền giống như là ngưỡng mộ cao nhất thiên thần vậy. Vũ Khanh Tâm quỳ xuống, rất nhiều vũ linh tộc cô gái, cũng là hướng Nhâm Phi Phàm quỳ xuống, trong miệng xưng tụng cung nghênh Thiên Đế Chí Tôn. Nhâm Phi Phàm lui về phía sau hai bước, lắc đầu một cái, nói ta không phải trời đế, càng không Chí Tôn, chỉ có luân hồi, mới thật sự là Chí Tôn. Vừa nói nhìn về Diệp Thần. Vũ Khanh Tâm nhìn Nhâm Phi Phàm, nói, đại nhân, người đã chấp trưởng Thiên Đế Kim Luân, còn không phải là Chí Tôn sao? Ngươi nhất định có thể dẫn chúng ta tán thần tộc quật khởi. Đây là, một đạo thân ảnh già nua, từ Diệp Thần trong cơ thể luân hồi mộ địa bên trong bay ra, lại là Hoang Lão. Hoang Lão nhìn Nhâm Phi Phàm sau lưng Thiên Đế Kim Luân, cũng là vô cùng tức giận cùng ghen tị, nói, Nhâm Phi Phàm, ngươi còn làm bộ làm tịch, ngươi chấp trưởng Thiên Đế Kim Luân, ngươi chính là tán thần tộc tiên đoán bên trong cao nhất thiên tôn. Nhâm Phi Phàm yếu ớt thở dài. Nói ta cũng không có chấp trưởng Thiên Đế Kim Luân, ta chỉ là mượn Thiên Đế Kim Luân bộ phận lực lượng đi, cái này cao nhất thần khí, chỉ có trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, mới khá chấp trưởng, tán thần tộc tiên đoán bên trong người cứu độ, cao nhất thiên tôn, cũng là luân hồi chi chủ. Vừa nói nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần vậy ngơ ngác nhìn Nhâm Phi Phàm, hắn phát hiện Nhâm Phi Phàm chán trước, không biết khi nào thì bắt đầu thõng xuống một luồng tóc trắng. Thậm chí, Diệp Thần có thể cảm giác được. Nhâm Phi Phàm trên mình thời gian pháp tắc, so với trước kia trôi qua rất nhiều. Vậy thời gian trôi qua, thậm chí đã đến ngàn thế kỷ nguyên bước. Nhâm tiền bối, ngươi ở không không lúc nào không bên trong, rốt cuộc trải qua cái gì? Diệp Thần hơi có chút rung động cùng tò mò hỏi. Nhâm Phi Phàm tuyệt đối trải qua đặc biệt đáng sợ sự việc, hắn thời gian pháp tắc đã trôi qua ngàn thế kỷ nguyên, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Một cái kỷ nguyên thời gian đã không thể dùng nhiều ít vạn năm đi hình dạng, vạn năm cái đơn vị này, ở rất dài kỷ nguyên trong năm tháng, cũng lộ vẻ được trắng bệch. Cái gọi là một cái kỷ nguyên, chính là một cái vũ trụ tinh không thế giới, băng diệt sống lại một lần thời gian. Nhâm Phi Phàm đi một chuyến không không lúc nào không, cùng hắn lúc đi ra, trên người hắn thời gian pháp tắc, lại có thể trôi qua ngàn thế kỷ nguyên, đó là vô cùng kinh khủng thời gian tiêu chuẩn, to lớn mài mòn đủ để cho bất kỳ người tu luyện nào đổi được già nua. Liền liền Nhâm Phi Phàm, trên trán cũng nhiều hơn một luồng tóc trắng. Ta trải qua sao? Nhâm Phi Phàm nghe Diệp Thần câu hỏi, ngay hoảng hốt có chút xuất thần, nói. Thời gian quá lâu xa, ta đã không nhớ. Trong thanh âm thấm ra vô tận bi thương cùng bể dâu. Hắn cùng Diệp Thần tách ra, mặc dù thế giới hiện thật thời gian, chỉ là đi qua một tháng không tới, nhưng trên người hắn thời gian pháp tắc, đã trôi qua ngàn thế kỷ nguyên. Không người biết ở nơi này ngàn thế kỷ nguyên bên trong, hắn rốt cuộc trải qua cái gì. Dừng một chút, Nhâm Phi Phàm khóe miệng vuốt vẻ mỉm cười, nói tóm lại, ta lần này đi không không lúc nào không, phúc họa tất cả nửa đi, chí ít, ta
ta mượn ngươi luân hồi che chở, có thể mượn dùng thiên đế kim luân lực lượng. Nhâm Phi Phàm bàn tay hư trương, nâng thiên đế kim luân, giống như là nâng một vòng mặt trời, nhìn Diệp Thần nói. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì ta bảo vệ luân hồi, ta cũng không khả năng đạt được thiên đế kim luân lực lượng, nhưng pháp bảo này, cuối cùng là muốn ngươi ra tay, mới có thể chân chánh chấp trưởng, ngươi là tán thần tộc duy nhất có thể người cứu độ. Tiếp theo, Nhâm Phi Phàm vừa nhìn về phía Vũ Khanh Tâm cùng Vũ Linh tộc cô gái, nói các ngươi hẳn quỳ bái người, không phải ta, mà là luân hồi chi chủ, ta bất quá là luân hồi hộ đạo giả thôi, ta có thể mượn dùng thiên đế kim luân lực lượng, cũng là bởi vì là luân hồi phò hộ. Vũ Khanh Tâm đám con gái nghe được Nhâm Phi Phàm mà nói, ngẩn ngơ, ánh mắt lại hội tụ ở Diệp Thần trên mình. Thiên đế kim luân lại phát ra một hồi tiếng vo ve, cái này cổ ông minh, nhưng là đang cùng Diệp Thần đồng tình. Hiển nhiên, thiên đế kim luân công nhận Diệp Thần, đồng ý luân hồi làm chủ. Nhưng bởi vì một ít đặc biệt nguyên nhân khác, cái này thiên đế kim luân, còn không cách nào trực tiếp quy thuận đến Diệp Thần trong tay, chỉ có thể do Nhâm Phi Phàm tạm thời chấp trưởng. Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, mới là tương lai thiên đế kim luân chân chính chủ nhân. Vũ Khanh Tâm cùng nữ cảm thấy được một điểm này, đều là chấn động, ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Nhâm Phi Phàm thúc giục thiên đế kim luân, ở trên trời hình chiếu ra mặt trời, lại thành lập quy luật trật tự, xóa bỏ hết thảy ma khí, nói, nơi đây ngăn cách với đời, các người nguyện ý, có thể một mực ẩn cư ở chỗ này, hoặc là đi ra phụ tá luân hồi. Vũ Khanh Tâm cùng vai nữ một nghe, cũng muốn nói muốn phụ trợ luân hồi. Diệp Thần hoảng hốt vội nói, Nhâm tiền bối, thôi, không cần phải đem các nàng kéo nhập bàn cờ này bên trong. Nhâm Phi Phàm cười nói, cũng được, ngươi làm quyết định, ta chỉ là cho cái đề nghị. Dừng một chút, lại hỏi, Tu La kiếm đâu? Diệp Thần vừa nghe, nhất thời ra đầu tê dần. Trước đây đại chiến hỗn loạn, Tu La kiếm từ hắn trong tay rơi xuống, hôm nay thần anh giới xây lại, thanh kiếm này cũng không biết rơi vào phương nào. Nhâm Phi Phàm nhìn Diệp Thần khẩn trương hình dáng, cũng là nhướng mày một cái, bấm ngón tay tính toán, rồi sau đó hắn thần sắc, thì trở nên được âm trầm tức giận, nói, lại là cái này Diệp Lâm Uyên, thật là hồ đồ ngu xuẩn à. Diệp Thần vội vàng nói, tiền bối, Tu La kiếm bị Diệp Lâm Uyên cướp đi sao? Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, nói ừ, mới vừa ta cùng Vũ Hoàng Cổ Đế đại chiến, tên kia chỉ còn dư lại một món thần hồn, lại dám thừa dịp loạn đem Tu La kiếm cướp đi, thật là hảo tâm cơ, hảo khí phách. Diệp Thần ngẩn ngơ, tuyệt đối không nghĩ tới vậy Tu La kiếm, đâu đâu vòng vo một chút dưới, lại có thể lại rơi xuống Diệp Lâm Uyên trong tay. Mới vừa Nhâm Phi Phàm cùng Vũ Hoàng Cổ Đế đại chiến, chân thực quá mức kinh thế hãi tục, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, cho nên căn bản không người chú ý tới Diệp Lâm Uyên cử động, ai cũng không từng nghĩ đến, người sau đã len lén cướp đi Tu La kiếm. Một khi Tu La kiếm hồn, bị Diệp Lâm Uyên chiếm đoạt luyện hóa hết, vậy thì thật là thiết tưởng không chịu nổi. Cổ Phong Vũ nói, Diệp Thần đại ca, không cần lo lắng, Tu La trên thân kiếm mặt, có nguyên thủy ma chủ ý chí lưu lại, còn có ta ý chí, ngoại trừ ta ra, không người có thể giải khai. Diệp Lâm Uyên coi như lấy được Tu La kiếm, hắn cũng không cách nào cắn nuốt hết kiếm hồn. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói cái gì nguyên thủy ma chủ. Cổ Phong Vũ hơi trầm ngâm một hồi, nói, nguyên thủy ma chủ, chính là không không lúc nào không bên trong, ma thần nhất tộc đã từng là cao nhất thủ lãnh, là lên một đời Vu Yêu Vương, sau đó bị hắn đệ tử giết chết, nhưng hắn còn có ý chí lưu lại. Diệp Thần lại là giật mình, nói, lúc đầu nguyên thủy ma chủ, chính là lên một đời Vu Yêu Vương. Cổ Phong Vũ nói, chính phải. Nhâm Phi Phàm nói, ta đi qua không không lúc nào không, vậy tiếp xúc tới một chút bí ẩn, vậy nguyên thủy ma chủ, chính là thân độ Uyển Nhi sư phụ, cũng là vĩnh hằng phép tắc hóa thân, dã mong cực lớn. Theo như lời hắn thân độ Uyển Nhi, dĩ nhiên là chỉ thân độ Uyển Nhi tương lai thân. Thân độ Uyển Nhi tương lai thân, giết chết nguyên thủy ma chủ, trở thành mới ma thần nắm giữ. Vĩnh hằng hóa thân, Diệp Thần có chút hoảng hốt cùng xuất thần. Nhâm Phi Phàm nhẹ khẽ gật đầu, nói ừ, nguyên thủy ma chủ, muốn thành lập một cái vạn thế vĩnh hằng thế giới, không cần luân hồi, chư thiên sinh linh, hết thảy đủ loại, vĩnh hằng bất tử bất diệt, đó là hắn theo đuổi cao nhất vĩnh hằng. Còn nhớ Hồng Quân lão tổ binh khí, vậy cầm vô hồng thần kiếm sao? Thật ra thì chính là dùng nguyên thủy ma chủ hài cốt đúc thành. Nghe vậy, Diệp Thần à đích một tiếng, nói, phải không?
cảm thấy ra ý Liêu. Nhâm Phi Phàm nói, Vô Hồng Thần Kiếm, chính là vĩnh hằng ngọn nguồn, đại biểu nguyên thủy ma chủ vĩnh hằng quy luật ý niệm, hắn ý thức vô cùng mạnh mẽ, coi như bị thân Đỗ Uyển Nhi giết chết, vậy có ý chí lưu lại giữa trời đất. Cổ Phong Vũ nói, chính là, ý ta bên ngoài dính ma khí, hóa thân cự ma thần, cũng nhận được qua nguyên thủy ma chủ ban phúc, ở tu la trên thân kiếm lưu lại dấu vết, không có ta ra tay, người bất kỳ đều không cách nào giải khai ấn ký kia, trừ phi đem ta giết chết. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy xem ra, ta còn có cơ hội, đem tu la kiếm đoạt trở lại. Nhâm Phi Phàm nói, thằng nhóc, ngươi muốn đoạt lại tu la kiếm mà nói, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ta không thể lại tùy tiện ra tay. Ta giao thiệp với không không lúc nào không, để cho bàn cờ này, đổi được càng ngày càng nguy hiểm hỗn loạn, nếu như ta lại qua loa ra tay, rất có thể sẽ bị tầng thứ cao hơn lực lượng để mắt tới. Diệp Thần trong lòng rét một cái. Nói tầng thứ cao hơn lực lượng, là cái gì? Là không không lúc nào không bên trong những quái vật kia sao? Diệp Thần mơ hồ tới giữa, bắt được một chút cùng võ tổ tương quan hơi thở. Nhâm Phi Phàm nói, tầng thứ cao hơn lực lượng, nói không chừng chính là nhốt võ tổ nhóm người kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 400.